Sao ngươi lại chọn một thứ như vậy chứ? Ngươi nên biết nếu nó bị ấp sai cách thì sẽ rất tệ đấy. Kang Chin Húc thờ ơ. Vậy à? Alice tiếp tục nói, thì coi như bằng cách nào đó ngươi sống sót được đi. Nếu thứ này nổ, sẽ phá hủy hết toàn bộ các thành thị, thì ta phải đi đâu mua sắm đây? Dứt lời, Alice liền bị Kang Chin Húc triệu hồi vào trong khiến Alice tức giận. Đã bảo là cấm ngươi không được nói gì đã triệu hồi ta ra vào vậy rồi. Kang Chin Húc lúc này giọng điệu dần nghiêm túc, ở yên trong đó một lúc đi. Tin duy nhất mình có về loài hắc cổ này, chỉ có một câu duy nhất được nhà thám hiểm kỳ tài của tòa tháp Phesit viết ra, cách thực hiện chính là mana, phải ngon lành. Lập tức Kang Chin Húc kích hoạt hỏa nguyên, băng trạc, chúc phúc của các vì sao và cả chân thiên hoa canh thuật, khí lực tỏa ra khắp nơi, bao quanh hắc cổ đàn. Hệ thống cho biết, hắc cổ đàn đang hấp thụ mana ở môi trường xung quanh. Trông thấy thế, Kang Chin Húc nhìn hắc cổ đàn, thầm nghĩ, ngươi thấy sao, có ngon lành không? Một ánh sáng lóe lên, thành tựu lớn dành cho người đầu tiên thuần hóa được một hắc cổ của bạn đã được ghi lại trong sảnh danh vọng. Tất cả mọi cư dân trong tòa tháp đều đang thấy hứng thú với thành tựu này của bạn. Hệ thống còn cho biết, sau khi bạn đặt tên cho thú cưng của mình, lòng trung thành của nó với bạn sẽ còn tăng thêm nữa. Kang Chin Húc suy nghĩ rồi bế con vật lên, đặt tên hả? Được rồi, vì cả người ngươi toàn là màu đen, với lại có một đôi mắt vàng, ta đặt tên ngươi là Goguma nhé. Goguma có nghĩa là khoai lang, do thứ này có lớp vỏ ngoài màu tối và bên trong màu cam vàng. Nhìn con vật đang vui vẻ với cái tên mình vừa đặt, Kang Chin Húc thầm nghĩ, cũng đáng yêu đấy, nhưng mana của mình chắc không đủ cho nó nhét kẽ răng đâu. Lập tức có thông báo từ hệ thống, quản trị viên trung cấp Zik Hennessey đã đăng ký kênh của bạn, mức ủy thác đã giảm từ 90% xuống còn 80%. Kang Chin Húc không khỏi bất ngờ mà thốt lên, Zik Hennessey, đăng ký rồi sao? Sáng hôm sau, tại đài truyền hình SVKV, quản lý Kang Bong Chan đang cùng nói chuyện với Kang Chin Húc. Anh ta lên tiếng, cậu thấy sao, cậu chỉ cần lộ mặt và tham gia phỏng vấn đơn giản là được rồi. Cậu cũng biết chương trình của chúng tôi là tốt nhất trong ngành rồi mà đúng không? Tỷ suất chiếu đạt 40% là cái chắc. Kang Chin Húc vừa uống matcha đá say, vừa đọc hợp đồng và kịch bản mà quản lý Kang vừa đưa. Anh đáp, bình thường ngài quản lý cũng hay tự tay xử lý mấy việc như thế này sao? Kang Bong Chan liền nói, ôi, nếu có liên quan đến cậu đây thì như vậy cũng là bình thường thôi mà. Chỉ cần cậu xuất hiện và chia sẻ một chút về công cuộc chinh phục tháp thử thách đó, mọi người nhất định sẽ phát cuồng lên ngay. Trong lòng người đàn ông thầm tính toán, tất nhiên là tôi cũng sẽ được lợi rồi. Kang Chin Húc suy nghĩ, tháp thử thách chinh phục ký, nếu mình nhớ không nhầm thì hình như đấy là chương trình truyền hình duy nhất hãy còn duy trì được độ nổi đấy nhỉ. Nhưng cái ông này là bị mù hay trí nhớ có vấn đề đây, ông ta không hề nhận ra mình gì hết. Kang Chin Húc nhìn chằm chằm Kang Bong Chan, tới mức anh ta phải lên tiếng, trên mặt tôi có dính gì sao? Kang Chin Húc nói tiếp, không có, vậy được rồi, bàn tiếp tới phần thù lao của tôi đi, tôi muốn trả dưới dạng đá ma pháp. Kang Bong Chan lập tức thỏa hiệp, à, tất nhiên là được rồi, thời bây giờ có nhiều người chơi yêu cầu trả theo dạng đá ma pháp này lắm. Kang Chin Húc liền hỏi, các người có thể trả cho tôi bao nhiêu, tất nhiên tôi muốn được nghe mức tối đa rồi. Kang Bong Chan đáp, tuy về mặt thù lao này chúng tôi thường phải theo mức đã niêm yết, nhưng đối với một siêu sao như cậu đây, tôi có thể đưa ra mức điều kiện không hạn định. Kang Chin Húc có chút bất ngờ thốt lên, điều kiện không hạn định. Kang Bong Chan tiếp tục nói, có một người mong muốn được cùng xuất hiện với cậu, nếu cậu đồng ý xuất hiện cùng với người này, đài chúng tôi có thể trả cho cậu lượng đá ma thuật không hạn định. Kang Chin Húc lập tức trả lời, chốt luôn, thế người này là ai vậy? Tại hôm diễn ra buổi phỏng vấn, một chiếc xe sang trọng đỗ trước đài truyền hình. Một người đàn ông bước xuống xe, cảm thán, thật là thời tới cản không kịp mà, người đó không ai khác là Hong Dok Bo. Ngay lập tức, các phóng viên liền vây quanh ông ta để chụp ảnh và phỏng vấn. Một người lên tiếng, ngài Hong Dok Bo, có thật là ngài sẽ trở thành khách mời bất ngờ trong chương trình ngày hôm nay không ạ? Một người khác nói theo, liệu có phải quan hệ giữa công hội Hắc Vân và người chơi Kang Chin Húc đã được tái thiết lập không ạ? Ngay lúc đó có thêm hai người khác cũng xuất hiện. Một phóng viên liền nói, lại có người tới kìa, là người chơi cấp S Ten Chao của công hội Trung Hoa sao, cả người chơi cấp S Xê Hùa nữa. Các phóng viên không khỏi cảm thán, với dàn cắt thế này thì chắc chắn chương trình sẽ nổi dùng beng luôn cho xem, tỷ suất chiếu chắc chắn sẽ khủng lắm đây. Lại có thêm một chiếc xe sang trọng khác cũng đến. Khi thấy người bên trong bước ra, ai nấy cũng đều phấn khích, lần này là người chơi Kang Chin Húc này. Ôi trời ạ, Kang Chin Húc đi tới trước mặt Hong Dok Bo, cất giọng xã giao, dạo này anh sao rồi, anh Hong Dok Bo. Hong Dok Bo đáp, tôi rất ổn, đều nhờ có cậu đấy, tôi đã phải tất bật ngược xuôi khắp nơi cố xây dựng lại hình ảnh cá nhân đã bị hủy hoại bởi vụ gièm pha kìa. Kang Chin Húc không quá để ý tới lời của hắn ta, anh nói, ông còn gọi thêm hai người nữa đến nữa, muốn tới đây để khoe quan hệ à? Hong Dok Bo liền đáp, dù sao cậu cũng sẽ xuất hiện, tôi thấy bét ra mình cũng nên làm được thế này chứ. Kang Chin Húc cười khỉnh nói, vậy sao? Ten Chao và Xê Hua nhìn Kang Chin Húc, cả hai thầm nghĩ, vậy ra hắn ta chính là Kang Chin Húc, mục tiêu của bọn mình. Tiếp đó lại có thêm một vài người của bên phía Kang Chin Húc xuất hiện. Các phóng viên liền trầm trồ, kinh ngạc la lên, gì vậy, chính là thánh nữ Amsterdam, Teresa kìa. Với kiểu tóc ngắn nữa chứ, cả du tròn rong, võ sư mạnh nhất Hàn Quốc nữa. Sự xuất hiện của hai người kia khiến Hong Dok Bo ngạc nhiên.
Tiếp đó còn có thêm một người nữa xuất hiện, các phóng viên liền nói, kiếm thánh Chun Ju-sung. Mọi người liền tới phỏng vấn, ngài Chun Ju-sung, tôi nghe nói ngài đã từ chối tất cả lời mời làm việc của các công hội rồi nhỉ? Vậy tại sao ngài lại chấp nhận lời mời từ người chơi Kang Chin Húp vậy? Hai người là đồng chí với nhau sao? Chun Ju-sung liền tức giận, quả quyết nói, không hề, hắn ta là người mà một ngày nào đó tôi sẽ đánh bại được. Các phóng viên có hơi sượng chân mà nói, à, ra là vậy. Xê Hua vừa quan sát vừa thầm nghĩ, dù cho dòng người đáng ra đã phải chết từ lâu, thánh nữ Tezesa hay thậm chí cả Chun Ju-sung cũng về phe Kang Chin Húp. Ngay lúc đó Xê Hua và Ten Chao liền quay người bỏ đi, khiến cho Hong Dok Po bất ngờ. Ông ta lên tiếng, khoan đã chứ, hai người đi đâu vậy? Hai người đã hứa sẽ xuất hiện trên chương trình cùng tôi rồi mà. Xê Hua đáp, bọn tôi đã hoàn thành lời hứa rồi, bọn tôi đã không còn nghĩa vụ hoàn thành bất cứ điều kiện nào nữa. Hong Dok Po ngạc nhiên, hở, lời hứa gì cơ? Mắt thấy người bên Kang Chin Húp đang đi vào bên trong, anh còn lên tiếng, nếu định khoe quan hệ thì ông cũng phải làm cho tử tế vào chứ. Các phóng viên cũng đi theo người của Kang Chin Húp mà chụp hình. Hong Dok Po hoảng loạn nghĩ, mình phải cố gắng lắm mới tạo được cơ hội này, vậy mà lại thành công cốc rồi. Nói rồi ông ta liền túm lấy một phóng viên gần đó mà nói, đợi đã, anh này, phỏng vấn tôi đi chứ. Thế nhưng phóng viên kia dù có bị mất quần cũng không thể để mất Kang Chin Húp, anh ta vừa la lên, vừa chạy theo, đợi tôi với. Bỏ mặc Hong Dok Po cùng chiếc quần của mình lại, ông ta nói, ơ quần của anh này, anh còn có thể cởi quần ra vì hắn sao? Hong Dok Po nắm chặt chiếc quần, tức giận đến run người. Bên trong, ai nấy cũng đều chuẩn bị cho buổi ghi hình, chỉ có Kang Chin Húp tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Chun Ju-sung không nhịn được mà lên tiếng, nhìn thấy sự khổ sở của Hong Dok Po, anh hả hê làm sao? Kang Chin Húp liếc nhìn Chun Ju-sung rồi nói, tôi rất cảm kích việc cậu đã tới đây, nhưng cậu đừng chõ mũi vào đời tư của tôi thì hơn ấy. Trong lòng không khỏi cảm thán, tính tình tồi tệ thực sự mà. Chun Ju-sung liền tức giận nói, gì chứ, đời tư cơ à, thế nhà tôi vì anh mà bị phá hủy thì anh gọi là đời gì? Kang Chin Húp liền nhớ ra, à, ừ nhỉ, là do mình đã nói với lũ ma nhân kia Chun Ju-sung là kẻ vô danh. Thế là anh liền nói, điệu bộ không chút giả chân, anh nói gì vậy, sao tôi không hiểu gì hết? Chun Ju-sung vẫn vô cùng tức giận nói, thôi khỏi giả ngu đi, chỉ cần so sánh 16 cái video tôi có về anh, thì tôi đã biết anh chỉ là một kẻ vô danh thôi mà. Kang Chin Húp không khỏi cảm thán, hự, cái tên bám theo đuôi biến thái này, gì mà giận người quá vậy, anh lên tiếng, nếu giờ tạm bỏ qua vụ đó thì anh thấy sao? Chun Ju-sung thắc mắc, thấy gì là làm sao? Kang Chin Húp tiếp lời, thì tên được liên minh ma nhân gửi tới đó, chiến với hắn rồi anh có cảm nghĩ như thế nào? Nhớ lại trận chiến lúc đó, Chun Ju-sung liền đáp, người tên Gawain đó, hắn ta cũng khá mạnh, nhưng đánh với hắn so với đánh với anh thì, phải nói là quá nhạt, hết rồi. Kang Chin Húp liền tỏ ra thích thú. Bên này, Du Chon Jong liền lên tiếng hỏi Tezesa, cô gái à, quan hệ của cô với cậu Kang là thế nào vậy? Tezesa liền đỏ mặt đáp, người đồng chí đồng đội tôi tin tưởng hơn bất cứ ai, hay thứ gì đó còn hơn thế nữa nhỉ? Du Chon Jong liền đáp, hừm, là vậy sao, con nhóc kia có đối thủ khá nặng ký đấy. Lời này khiến cho Tezesa cảm thấy khó hiểu, sau đó tất cả cùng ghi hình. Người dẫn chương trình liền nói, chúng tôi bắt đầu quay hình nhé, hôm nay chúng ta có ở đây một vài khách mời cực kỳ đặc biệt của chương trình Tháp Thử Thách Chinh Phục Ký. Dẫn chương trình liền quay về phía Kang Chin Húp tiếp tục nói, đầu tiên là người chơi Kang Chin Húp, người hiện đang là tâm điểm của mọi sự chú ý. Với tốc độ dọn sạch tháp thần tốc của mình, anh có mẹo đặc biệt nào cho việc dọn sạch tòa tháp không vậy? Kang Chin Húp liền đáp, ừm, mẹo đặc biệt hả? À, cũng có một cái đấy. Lời nói này khiến mọi người đều vô cùng mong chờ. Không để mọi người phải chờ đợi, Kang Chin Húp liền nói, đó là, làm đi làm lại tới khi làm đúng thì thôi, đạo diễn nói, bắt đầu ghi hình. Người dẫn chương trình cất tiếng, hôm nay chúng ta có ở đây một vài khách mời cực kỳ đặc biệt của chương trình Tháp Thử Thách Chinh Phục Ký, cô hướng về một phía. Đầu tiên là người chơi Kang Chin Húp, người hiện đang là tâm điểm của sự chú ý do tốc độ dọn sạch tháp thần tốc của mình, anh có mẹo cực đặc biệt nào cho việc dọn sạch tòa tháp không vậy? Anh đáp, hừm, mẹo đặc biệt hả, à cũng có một cái đấy. Những người trong phòng quan sát nghe Kang Chin Húp nói vậy đều hí hửng. Sau đó anh tự tin bộc bạch, đó là, làm đi làm lại tới khi làm đúng thì thôi. Người dẫn chương trình cười sượng, thì ra là vậy, nghe hiển nhiên ghê nhỉ, cô cố gắng dẫn dắt câu chuyện, vậy còn khi ở tầng 3. Chưa nghe cô nói hết, Kang Chin Húp đã giơ tay chặn lời cô, có gì chỉ cần né hết là được rồi, vậy còn ở tầng 4, tầng đó cũng vậy, né hết là được. Cuộc trò chuyện giữa hai người họ khiến cho những thành viên trong nhóm cạn lời, xấu hổ che mặt. Tại một căn phòng, Kang Bong Chan bấm điều khiển dừng màn hình, cậu nghĩ sao mà bọn tôi có thể công chiếu cái thứ này được vậy? Hắn đẩy kính, cậu có biết phí mất một buổi ghi hình bọn tôi sẽ phải chịu tổn thất lớn tới chừng nào không? Cậu đã phá nát cả buổi ghi hình đó, làm cho bên bọn tôi giờ rối tung hết lên. Vậy mà, cậu lại còn có thể mặt dày mà tới đây đòi phí tham dự sao? Kang Chin Húp làm ngụm cà phê, phẩy tay nói, trả lời toàn bộ những câu hỏi được đưa ra, tôi làm đúng theo thỏa thuận đấy còn gì nữa. Kang Bong Chan chỉ thẳng mặt anh, cậu cãi cố như vậy mà nghe được à? Kang Chin Húp sầm mặt lại, lườm, cãi cố. Sau đó anh nắm cổ áo đối phương khiến hắn sợ sệt, hức. Anh đe dọa, Lee Jong-su, ông vẫn còn nhớ người này chứ nhỉ?
Bức ảnh hai người nắm tay thỏa thuận hiện lên trong đầu, khiến Kang Bong Chan giật mình. Kang Chin Hút nói tiếp, đúng, chính là Lee Jong Soo đó đấy, giám đốc điều hành công ty giải trí Sở Chimer được ông nâng niu như anh em ruột ấy. Ông và Lee Jong Soo đã cấu kết với nhau để vắt kiệt tất cả các Sở Chimer bằng những hợp đồng như nô dịch. Có lần tất cả các Sở Chimer ấy tới chính văn phòng này để phản đối đó, tôi cũng có ở đó, ông có nhớ không? Chính nhiều chuyện đó mà tôi đã hiểu thêm rất nhiều về cái xã hội này. Đã biết phải làm thế nào thì mới không trở thành thứ yếu đuối bị người ta nắm mũi dắt đi. Chính ông đã dạy điều đó cho những người bị ông hút khô bởi cái hợp đồng cài bẫy đó. Ông lại không nhớ mình đã nói gì hay sao? Kang Chin Húp nhắc lại lời của Kang Bong Chan đang đổ mồ hôi hột. Tất cả đều đúng hợp đồng, chẳng có vấn đề gì ở đây cả. Mắt anh phát ra tia lửa, còn thấy tôi cãi cố không? Kang Bong Chan dẫn đường, quét con ngươi, xác nhận có quyền truy cập, mở ra một căn phòng. Hắn giới thiệu, đây chính là phòng chữ đá ma thuật của chỗ chúng tôi. Kang Chin Húp nhìn xung quanh, quao lấy lệ. Kang Bong Chan nói, đúng theo hợp đồng, chúng tôi sẽ cho cậu toàn quyền sử dụng đá ma thuật trong phòng này, trong vòng 2 giờ tiếp theo nhé. Kang Chin Húp lườm hắn, 2 giờ, Kang Bong Chan run rẩy đáp, trong hợp đồng viết vậy mà, một dòng nhỏ xíu xíu ở gần ngoài lề đó. Giọng hắn cứ nhỏ dần, sau đó nói, cậu cứ thoải mái dùng đá ma thuật ở đây để làm lấy cứ điều gì mình muốn nhé, và ngoài ra, chúng tôi đã trang bị các chú pháp chống trộm trên các viên đá này, nên không thể cho chúng vào các túi chữ không gian được đâu. Kang Bong Chan trong lòng có tính toán, có nghĩa, điều duy nhất hắn có thể làm chỉ có hấp thụ những viên đá ma thuật này. Tuy nhiên thời gian trung bình cần để hấp thụ một viên đá ma thuật hạ cấp là 5 phút. Dù hắn có cố thế nào, số đá hắn có thể hấp thụ trong 2 giờ cũng chỉ là một con số không đáng kể thôi, mình giỏi quá mà. Sau đó Kang Bong Chan nở nụ cười đắc ý, nếu có cần gì, cậu cứ nhờ mấy nhân viên này nhé, dù sao việc ra vào ở đây cũng rất bị hạn chế mà. Một trong hai nhân viên cầm điện thoại lên có ý định quay hình, cô thốt lên, wow, anh ấy chính là Kang Chin Húc kìa. Anh thấy vậy nghĩ thầm, vậy ra mục đích của hắn ta là khiến tên tuổi của mình tuột dốc không phanh sao, nếu mình cố dùng vũ lực để đoạt số đá ma thuật này chẳng hạn. Kang Chin Húc quay đi, nói, được thôi, tôi sẽ cố dùng nhiều hết sức có thể trong vòng 2 giờ này vậy. Kang Bong Chan nghĩ rằng anh đã sập bẫy, xoa tay thích thú, chà, quả là một quyết định thông thái mà. Hắn chào tạm biệt, vậy 2 tiếng nữa gặp lại nhé, hai cô nhớ chăm sóc cậu Kang Chin Húc đây cho tử tế đó. Căn phòng chỉ còn lại 3 người, Kang Chin Húc mở lời, chào đằng ấy, có muốn xem một chuyện cực kỳ ảo diệu không? Hai cô gái khó hiểu. Tại văn phòng giám đốc đài truyền hình SVKB, Kang Bong Chan cầm lấy tấm ảnh, than, Lee Jong Soo, ôi Lee Jong Soo, cậu phải chết tức tưởi như vậy, quả thực là chuyện đáng buồn. Sau đó bất ngờ vứt tấm ảnh vào trong thùng rác, quay mặt đi, như người còn sống thì vẫn phải sống tiếp thôi, sao cậu chết rồi mà vẫn còn không buông tha tôi vậy chứ, tên khốn này. Hắn rảo bước quay trở lại căn phòng đá ma pháp, vừa đi vừa nghĩ, tuy mình đã tối thiểu hóa được lượng đá ma thuật cần bỏ ra, tuy nhiên, giờ phải dứt điểm chuyện của hắn thế nào đây nhỉ? Mình có nên phái một vài nhà báo tới để tạo xì căng đan gì cho hắn không? Hắn bước đến cửa phòng, quét con ngươi để mở cửa, thôi, giải quyết xong chuyện này đã rồi nghĩ tiếp. Kang Bong Chan cười tươi bước vào, người chơi Kang Chin Húc, cậu có thỏa mãn với 2 tiếng, hắn khựng lại khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Các hộp đá ma thuật trống trơn, ngổn ngang, các ngăn kéo đều bị bung ra hết, bên trong trống rỗng. Hai cô nhân viên đang sờ lông một nhóc, thích thú kêu lên, mượt quá này. Kang Chin Húp chào mừng, ồ, cuối cùng ông cũng tới rồi hả? Ông giám đốc, ông còn đá ma thuật không? Cục cưng đây của tôi tham ăn lắm đó. Nhóc thú kêu lên dễ thương cực kỳ, khiến mấy cô gái hét lên, kia, đáng yêu quá đi, chết mất thôi. Kang Chin Húp nhìn Kang Bong Chan mất hồn, cười xấu xa, đây chính là cái giá của việc nói tới vậy rồi mà vẫn không biết thân biết phận. Còn dám giở trò đấy, từ giờ tới cuối đời ông đừng mong thoát khỏi tôi. Bảng thông báo hiện lên, tên, Goguma, chủng loài, hắc cổ, tuổi, 1, cấp bậc, 98, sức mạnh 105, nhanh nhẹn 98, thể lực 90, ma lực 192, kỹ năng, level 1, full acid, cấp 1, thực thời, cấp 1, hơi thở acid, cấp 1, bay, cấp 1, hãi sợ, đặc tính, khi cho hắc cổ ra chiến trận. Nó sẽ hấp thụ ma lực của người chủ, ngoài ra cả thú nuôi và chủ nhân đều sẽ có phần kinh nghiệm của riêng mình sau mỗi lần chiến đấu. Kang Chin Húp nhìn nó quả thực rất mạnh, nhưng hiện mana của mình là quá ít để gửi nó đi đánh nhau, thông số ma lực của mình chỉ có 80. Nếu mình và Goguma cùng sử dụng sức mạnh cùng lúc, chắc mình trụ được không tới 5 phút quá. Đã vậy, mình cũng chỉ còn cách phải mạnh lên nhanh hơn đã dự tính thôi. Anh mở màn hình liên lạc, ê, có đang vướng gì không? Tại khách sạn S, Ten Chao đang miệt mài luyện tập, Xuê Hua ở bên cạnh đang liên lạc với ai đó, cô nói. Đã khóa được mục tiêu, hắn còn đã thiết lập quan hệ đồng minh được với mấy nhân vật Chopu đã được chọn chứ? Phía bên kia đáp, hắn quả thực gây dựng lực lượng nhanh hơn nhiều so với dự đoán của chúng ta. Ta còn tưởng quan hệ giữa hắn với Chun Ju Sung là quan hệ đối đầu chứ. Xê Hua nói, anh ta trông thì có vẻ thù địch, nhưng từ chuyện anh ta ngoan ngoãn chấp nhận yêu cầu của hắn thì rõ ràng anh ta đã chọn về phe tên Kang Chin Húp rồi. Người phía bên kia đường dây quyết định, vậy thì không còn cách nào khác rồi. Sau đó chỉ vào ảnh của Chun Ju Sung.
nói, cho hết vào danh sách đen đi, nếu chúng không chịu gia nhập, chỉ chính là kẻ thù của Trung Hoa chúng ta. Tại một không gian khác, Chun Ju Sung cau mày khi nghe Kang Chin Hút nói chuyện, thấy sao, anh cầm trên tay gương triệt giới. Loại còn tiến cấp, mô tả, một khi được sử dụng, có thể đi tới bất cứ địa điểm nào nằm dưới tầng 10 đã được kết nối, thời gian hồi lại, 90 ngày. Thời gian sử dụng, 30 phút, có thể mang thêm một người đồng hành, số tầng người chơi có thể kết nối sẽ tăng tùy theo cấp bậc của người chơi. Hai người đang ở tầng 6, rừng yêu tinh trong tháp thử thách. Chun Ju Sung đáp lời, anh nói sẽ dạy tôi một phương pháp tập luyện để trở nên mạnh hơn có mà, là cái này đấy hả? Anh đúng là có khiếu thu thập ba cái thứ dị hợp đấy. Sau đó lái sang chủ đề khác, mà bỏ qua chuyện đó đi đã, sao lên tầng này anh lại phải gọi tôi qua, tôi thấy anh rõ là đủ khả năng tự xoay sở mà. Nghe vậy Kang Chin Húp giật mình, hử, sau đó biện minh, anh biết không, đều là do tôi quá quan tâm tới anh cả đấy, anh phải mạnh lên thì mới thách đấu tôi nổi chứ, không phải sao. Tuy nhiên Chun Ju Sung có vẻ đã khôn hơn nhiều, bĩu môi không tin, nhưng cũng không phản bác, mà nói, thế giờ chúng ta đi tầng nào đây? Kang Chin Húp đặt chiếc gương trong tay, chiếc gương phát sáng lên, đang kích hoạt gương triệt giới, một cánh cổng không gian được mở ra, thời hạn sử dụng của gương triệt giới, 0 giờ, 29 phút, 59 giây. Anh nói, chúng ta, đi tầng 10, đại bản doanh của các chiến binh. Đó là khung cảnh sau khi qua chiếc cổng, những người lính bất động uy nghiêm, Kang Chin Húp nói, những hộ vệ bảo vệ quái vật boss này, có khoảng 21 tên, anh nhằm chừng có giải quyết được hết không? Chun Ju Sung chỉ tay vào cự nhân khổng lồ đang ngồi chễm chệ, tôi nghĩ không thành vấn đề, chỉ cần con kia không tỉnh lại. Đó là quái vật boss tầng 10, thạch nhân bất tử. Nghe vậy, Kang Chin Húp đề nghị, thật sao, vậy quá hoàn hảo rồi, vậy thì thế này đi. Chỉ cần anh đánh bại được hết lũ chiến binh kia và cầm cự được một phút trước con boss, tôi sẽ đấu nghiêm túc với anh một lần. Nghe vậy Chun Ju Sung rút kiếm, nói đồng ý, anh tốt hơn hết là phải giữ lấy lời đi đấy. Sau đó ngay lập tức xông đến đám hộ vệ, những cự nhân thấy anh xông đến nói. Đây chính là vùng đất bản doanh của các chiến binh, chỉ những người đủ tư cách mới có thể. Tuy nhiên cự nhân chưa dứt lời đã bị Chun Ju Sung chém xuống, đừng có mẹ nó chắn đường ta. Tại cửa hàng vật phẩm chuyên dụng về tóc, những vị khách bất ngờ khi chứng kiến sự hiện diện của một người, đến mức há hốc mồm, rớt điện thoại, hả, cô Tezesa. Tezesa bỏ mũ xuống, chào hỏi, ồ, anh chính là đội trưởng đội tiến công ở di tích cổ kia đây nhỉ, anh Song Chân Hoa. Sau đó họ bắt đầu mục đích của mình khi đến đây, đang áp dụng bùa phục hồi tóc. Mái tóc ngắn của Tezesa đã dài trở lại và cái đầu chọc của Song Chân Hoa đã biến mất. Tezesa cảm thán, tuy đúng là có hơi đắt, nhưng tóc phục hồi lại về nguyên trạng tức thì thế này đúng là tuyệt quá mà. Song Chân Hoa thì vừa khóc vừa xoa đầu vì vui mừng, e he he, tao nhớ mày quá đi tóc à, tuy nhiên chưa được bao lâu. Tiếng thông báo vang lên oan nghiệt, lời nguyền hiện vẫn còn hiệu lực, tất cả lông tóc trên cơ thể bạn đều sẽ bị triệt mất. Thế là cái đầu bóng loáng như Saitama đã trở lại, mặc cho anh gào thét, á, khoan đã nào, đừng mà. Song Chân Hoa gục ngã trong đau đớn, Tezesa bên cạnh an ủi, không sao đâu mà anh Chân Hoa, giá trị của một con người đâu phải chỉ được đánh giá qua mái tóc đâu. Nhưng Song Chân Hoa vẫn sầu bi, cô Tezesa, có lẽ lời nguyền này chính là quả báo cho những tội lỗi trước đây của tôi cũng nên. Tezesa thắc mắc, tội lỗi sao? Anh nói tiếp, tội lỗi tôi đã gây ra khi còn là đội trưởng đội tiến công ở di tích tầng 1 đó, chỉ là chút chiến công mặt hạng ở một di tích tầng 1 thôi mà tôi cũng tham tới nỗi, khiến nhiều người bị thương như vậy, cái chuyện mất tóc này có thể nói là trừng phạt cực kỳ nhẹ rồi. Tezesa thấy vậy, mỉm cười, nếu thật sự vì lòng tham của anh mà rất nhiều người phải bị thương, vậy anh đúng thật đã làm sai rồi. Nhưng gặp được thứ gì đó ta muốn có được tới mức có thể đánh cược cả mạng sống của mình, rất tuyệt vời mà. Chứng kiến một Tezesa như vậy khiến cho Song Chân Hoa cực kỳ cảm động, anh ta thật ra là chủ tịch fan club của thánh nữ Tezesa, nick, cúi lại thánh nữ duy nhất trên trái đất. Trở lại với tầng 10 nơi Chun Ju Sung chiến đấu, anh ta như con quỷ kiếm, đang kích hoạt kiếm ca, hét lên A rồi chém về phía cự nhân bảo hộ, cự nhân hóa thành đá vụn. Chun Ju Sung thở hồng hộc, máu chảy ròng ròng, nhưng trong lòng vẫn tỉnh táo, giờ chỉ còn một chuyện duy nhất, là trụ được một phút trước con quái vật đó thôi, chỉ cần mình cố được một phút đó là có thể đấu một trận nghiêm túc với hắn rồi. Anh siết chặt thanh kiếm trong tay, có được chiến thắng, trước anh là điều tôi nhất định cược cả cái mạng này cũng phải chạm tới. Sau đó lao vào boss, con boss lóe lên ánh mắt đỏ. Chun Ju Sung giật mình mở mắt, khung cảnh xung quanh đã thay đổi, không còn là trong tầng 10 nữa, anh bàng hoàng, tôi, đang ở đâu đây? Bác Hana ở bên cạnh giải đáp thắc mắc, bệnh viện đó. Chun Ju Sung nhìn và nói, cô chắc là thuộc hạ của tên đó rồi. Bác Hana thở dài chán nản, ha, tôi cũng ước được là thuộc hạ của anh ta lắm, mà lại giống nô lệ của anh ta hơn. Cô kể lại, ngài chủ tịch đã lệnh cho tôi đưa anh đi viện, nên tôi mới mang anh tới đây đó, lúc đó tình trạng của anh nguy kịch lắm. À mà anh ấy bảo tôi khi nào anh tỉnh thì đưa anh cái này, cô lục lọi tìm tòi trong túi, đâu rồi ấy nhỉ, sau đó đưa cho Chun Ju Sung một cục đá, đây. Chun Ju Sung nhận lấy, thứ này là, sau đó nhớ lại ký ức trước khi bất tỉnh, phải rồi, lúc đó mình còn đang đấu dở với boss tầng 10 mà. Con boss đang kích hoạt kỹ năng tối thượng bất khả chiến bại, cơ thể chính của boss sẽ không thể chịu bất kỳ thương tổn nào, tuy nhiên, mình không thể làm nó bị thương dù chỉ một chút.
tấn công vật lý hay tấn công bằng ma thuật đều không có tác dụng, thanh kiếm nguyên tốt của mình cũng chẳng hiểu vì lý do gì đột nhiên gãy đôi, thế mà thằng khốn nạn Kang Chin húp đó. Lúc đó, Chu Du Sung đã bị tên boss đánh quật nằm bất động một chỗ trên đống đá vụn, Kang Chin húp vừa đi tới vừa nói, 21 giây, thế này không ổn tí nào đâu nhé, muốn bắt kịp tôi ấy à, gánh nặng đường xa lắm đấy. Kang Chin húp bắt đầu ra tay, đang kích hoạt quỷ kiếm vương bộ hành. Nhớ lại lúc đó, hình ảnh mà Chun Ju Sung thấy là hắn tránh được toàn bộ các đòn tấn công, chuẩn tới đáng sợ, bót kích hoạt thánh địa. Trọng lực trong phạm vi sân tăng 500%, khiến cho Chun Ju Sung khốn đốn, cụ, áp lực khủng khiếp quá, anh không lao bên này tránh bên nọ nổi nữa đâu. Kang Chin Húp, anh sẽ giải quyết ra sao đây? Thế nhưng, ngay khi mình nghĩ dù là Kang Chin Húp thì cũng phải tôi thôi, thì anh ta lại đảo ngược thế cờ. Kang Chin Húp nói, đợi mãi mới dùng, lê mê thật, đang kích hoạt kết giới một sao, kết giới cường chú, tăng hiệu quả tất cả chú thuật trên sân lên mũ 2 lần sau mỗi giây. Tiêu điểm kích hoạt, trung tâm kết giới, sau đó nắm tay vào, buông lời phán, cũng tới lúc ngươi thành đá thật rồi. Boss bị trói chặt bởi sức mạnh không tưởng ở giữa sân. Những thông báo sát thương đã bị vô hiệu nhờ bất khả chiến bại vang lên nhưng cũng không thể tránh khỏi việc càng ngày càng bị nén chặt lại thành một cục đá, nhỏ dần. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Chu Du Sung cực kỳ ngạc nhiên, không thể nào. Kang Chin Húp đánh bại quái vật boss đó ngay trước mặt mình, như kiểu cố tính khoe cho mình thấy vậy, đó là điều cuối cùng mình nhớ được. Sau đó, thông báo quái vật boss tầng 10 đã bị hóa đá hiện lên, cùng với hàng loạt thông báo bạn đã thăng cấp, thời hạn chinh phục tầng tiếp theo 89 ngày, 23 giờ, 59 phút, 59 giây, điều kiện sao chép, thạch nhân bất tử, sở hữu một trong số các kỹ năng tối thượng bất khả chiến bại, nếu đánh bại đối thủ, bạn có thể sao chép kỹ năng này. Điều kiện đã được thỏa mãn, bạn đã thành công sao chép bất khả chiến bại, thời gian có hiệu lực của bất khả chiến bại sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nắm tàn dư của boss trong tay, Chu Du Sung thầm nghĩ, như mọi khi, anh lại làm nhục tôi từ đầu tới tận những lúc cuối cùng. Tại tầng 6 rừng yêu tinh, Kang Chin Húp đang đi lút đồ, các thông báo hiện lên, bạn đã thu thập thanh đại bản kiếm của người khổng lồ, phá giáp. Bạn đã thu thập khiên của người khổng lồ, cho tâm, thành tựu gây sốc này sẽ được ghi lại trong sảnh danh vọng trong thời gian 2 ngày, tên người ghi lại, vô danh. Kang Chin Húp cười bỉ ổi, cảm giác phê pha này chính là lý do mình không tài nào dứt bỏ được tháp thử thách đó, vì lâu lắm rồi vô danh mới úp video mới. Nên chắc mình cũng sẽ kiếm trác lại được chút đỉnh số xu đã mất trong trận chiến với Anubis, nhờ Chun Du Sung đập hộ mình lũ tép diêu mà mình mới dùng được kết giới một sao hám ma lực. Đang suy nghĩ thì Jin Jo hiện lên, khế ước giả, Kang Chin Húp đáp, gì? Cô nói, hình như có ai đang theo đuôi ta đó, chắc ngươi cũng cảm nhận được mà nhỉ, Kang Chin Húp thờ ơ đáp, à vụ đó á hả, tất nhiên là có rồi. Jin Jo khá bất ngờ, ủa, biết mà ngươi vẫn để kệ chúng như vậy à, không giống ngươi chút nào. Kang Chin Húp chỉ nói, nơi tôi sắp tới đây rất không chào đón người ngoài, đằng nào đánh chúng ta cũng chẳng được cái gì, tạm thời cứ để kệ cho chúng đi theo thôi vậy. Tên bám đuôi thông báo qua con mắt bên cạnh, Kang Chin Húp hiện đang đi về phía rừng yêu tinh ở tầng 6. Tại Bắc Kinh, công hội Trung Hoa, Lý Quốc Cường cùng với thuộc hạ đang quỳ, nghe những lời khiển trách. Không chỉ bị hắn nâng tay trên dọn sạch trước tầng 5, các người còn thả cho hắn lên tầng 10 trước các người nữa sao, mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Sau đó người đó liền hạ thủ chém đứt tai của Lý Quốc Cường. Nam Công Thiên là người đã chém, sau đó chửi mắng, lũ ăn hại, chả làm được chuyện gì cho ra hồn, lúc nào cũng phải để ta ra tay thì mọi chuyện mới có tiến triển. Một nhát kiếm lạnh lùng, chém đứt tai tên Lý Quốc Cường kia. Một tiếng bộp vang lên, máu chảy không có dấu hiệu dừng lại trên tai trái của hắn. Một tên như đầu sỏ nói, thứ ăn hại, chẳng được tích sự gì cả, lúc nào cũng khiến ta phải nhúng tay vào thì mới xong việc. Hắn là chủ tịch công hội Dong Ha, tên Nam Cung Thiên, cấp S, một cô gái đang hồi phục lại vết thương do tên Nam Cung Thiên gây ra, rồi hắn nói. Để hắn như vậy, lần sau thì sẽ không chỉ một cái tai như vậy đâu, mỗi lần nhìn thấy vết thương đó thì nhớ cho kỹ lại khoảnh khắc này đấy. Hắn ta rút kiếm về, Lý Quốc Cường cũng chỉ biết cúi đầu nhận tội, vâng thưa ngài. Nam Cung Thiên vứt lại cây kiếm cho thuộc hạ của mình mà lẩm bẩm, tuy không biết vì sao Kang Chin Húp lại vẫn cứ nấn ná ở tầng 6. Nhưng, chuyện này cũng khá có lợi cho phía ta, tới tầng 6 nhập hội bọn Xê Hua và Ten Chao đi. Hắn lườm thuộc hạ, mặt trông rất tức giận, đai nghiến, và hãy đốt trụi toàn bộ khu rừng đó cùng với tên Kang Chin Húp kia cho ta, có nhân chứng cũng khử luôn. Chuyển cảnh đến tầng 6, rừng yêu tinh, có một anh ninja đang ngồi núp bên dưới tán cây. Hắn đang gọi điện cho ai đó, đầu dây bên kia nói, tiếp tục theo dõi mục tiêu. Hắn chỉ đáp lại, vâng thưa ngài, hắn đang theo dõi Kang Chin Húp lúc này đang đi dạo rất hào hứng. Đột nhiên có một cô gái, tay lăm lăm con dao đến pít cà bu vào tên ninja. Tầng 6 tháp thử thách, rừng yêu tinh, đây là một trong những khu nghỉ dưỡng xịn nhất của tòa tháp. Vì đằng nào tầng 7 cũng sẽ tự động mở ra sau 90 ngày, những người mong muốn được đi đây đi đó thư giãn xả hơi thường đều sẽ tụ họp tại nơi đây. Đó là những lời giới thiệu về khu rừng trông có vẻ rất yên bình này. Nhiều người trên mặt nở ra một nụ cười hạnh phúc khi có thể ăn uống thoải mái tại nơi được bao phủ bởi một màu xanh của thiên nhiên này. Một người đàn ông nhìn thấy một con thỏ có chiếc sừng nhỏ trên đầu rất dễ thương, hắn định lại thì có một người con gái hét lên. Này không được qua đó, đó là vào phần lãnh địa của yêu tinh rồi, nguy hiểm lắm đấy. Anh ta chống chế, hả,
nhưng ở đây có con thỏ một sừng đáng yêu lắm. Anh còn định đưa cà rốt cho nó ăn nữa. Bà chị véo tai kéo anh về mà than vãn. Anh biết Thừa Yêu Tinh ghét người ngoại tộc thế nào rồi cơ mà. Nếu không muốn bị bắn thành cái sàng thì qua đây mau lên. Con thỏ chui vào bụi cây gần đó. Trước mặt nó là cái xác của một tên ninja vừa bị cô gái trong rừng này xử lý. Cô gái trông rất căng thẳng. Cô leo lên một cái nhánh cây to gần đó nhìn về hướng mà Kang Jin-hup đang đi tản bộ. Cô nghĩ, sao anh ta lại bị người khác theo đuôi vậy nhỉ? Trông anh ta không có vẻ gì là có món nào đó đặc biệt hay quý hiếm mà anh ta đang bị lạc hay sao? Kang Jin-hup đang dùng tay phẩy phẩy cho không khí trong lành đi vào phế quản. Cô người rừng nghĩ tiếp. Nhưng nếu không có kỹ thuật gì đó thì không ai có thể băng qua khu rừng này như vậy cả. Sẽ chẳng bao giờ đi ra nổi nữa. Rồi anh nở một nụ cười nhẹ như phát hiện ra điều gì. Anh chỉ tay và nói, bên trái. Cô người rừng bất ngờ, đường đó là, đến cả bọn ta cũng chỉ có thể dùng mùi để phán định đường đi như vậy sau khi sống một khoảng thời gian dài trong rừng thôi. Sao một con người lại biết được tới phương pháp này vậy chứ? Nhưng rồi cô cũng mừng thầm, nhưng cũng không sao, thật may là hắn đang đâm vào kết giới ảo giác rồi. Cô cười xấu xa, một khi bị vướng vào kết giới đó, hắn sẽ chỉ đi được lòng vòng quanh chỗ đó rồi tự khiến mình kiệt sức thôi. Cô nở ra một nụ cười hài lòng, mình sẽ tiếp tục đi theo hắn, rồi khi nào hắn ngất đi thì kéo ra ngoài vậy. Đột nhiên Kang Jin-hup lên tiếng khi nhìn thấy kết giới, anh than, trời, thế này là không đúng rồi. Mấy cái này phải dùng kỹ năng thụ động chứ, để dạng chủ động như vậy là đang giảm mức hiệu quả của kết giới đi một nửa đó. Anh đưa tay lên một ký hiệu giống như là phong ấn của kết giới, anh tiếp tục than vãn, lũ trẻ ngày nay đúng thật là. Không biết cái này là ai viết chứ, người này đáng ra không nên ngủ gật trong lớp ngữ văn mới phải. Một điều không ngờ tới là cái kết giới đó do cô người rừng đã làm ra, cô đứng trên cây, tay run run cầm cây cung, mặt đỏ tía tai vì bị nói xấu như vậy. Cô chửi thầm, cái tên khốn này là ai vậy chứ? Anh liếc mắt về phía sau, nở một nụ cười tinh ranh như thể đã biết trước cô đang theo đuôi. Anh nghĩ, lần này theo đuôi mình lại là một yêu tinh trẻ người non dạ này. Được rồi, cũng đã tới lúc rồi. Dứt lời, anh đã mặc trên người mình một bộ tạp dề, bên cạnh anh là hàng hà sa số những dụng cụ nhà bếp. Anh giả vờ oải người mà nói, ai ra, đói quá đi mất, chắc phải nấu cái gì ăn thôi. Hệ thống bíp lên, đang kích hoạt, nhà hàng cách giới. Với tay nghề đỉnh cao của mình, anh thuần thục thái rau, xào thịt, phong thái như một vị bếp trưởng của một nhà hàng năm sao nào đó. Cô yêu tinh ngồi trên cây thấy cũng tròn xoe mắt, nước dãi chảy dài khóe miệng, cô ồ lên, wow, hình như con người này nấu ăn cũng được lắm thì phải. Bỗng cô bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, cô nhảy xuống, đến trước mặt anh mà tra hỏi, ở trong khu rừng yêu tinh thần thánh này, mà sao ngươi dám? Cô dương cung lên, hét lớn trước mặt anh, tiếp nối câu trước, giết thịt động vật chứ, ngươi lại cả gan làm ô uế khu rừng này như vậy. Anh vẫn điềm tĩnh, miệng cười nhếch, tay thì xào thịt mà đáp lại với cô nói gì kỳ vậy, đây có phải thịt đâu chứ, đây là thịt chay làm từ đậu nành nhá. Rồi anh để dĩa thịt chay tới trước mặt cô mà nói, không tin thì tới đây mà xem. Cô yêu tinh cứng đầu không chịu tin anh, đáp lời, đừng có hỏng lừa ta, thứ này rõ ràng y hệt, thịt. Đang nói dở, cô bị mùi thơm của thịt chay chín len lỏi vào mũi, cô ngạc nhiên thốt lên, cúi người xuống ngắm nhìn dĩa thịt chay kỹ hơn, hả, không thể nào, cái này thật sự có mùi đậu nành. Kang Jin-hup trong đầu nghĩ, loài yêu tinh trong tháp thử thách, yêu thích nấu ăn và ca nhạc tới phát cuồng. Tuy nhiên, nấu thịt động vật lại được coi là một sự báng bổ với loài yêu tinh. Vậy nếu mình cho bọn họ cơ hội ăn thứ gì đó giống thịt mà không phải thịt thì sao đây? Anh vừa nghĩ vừa nhếch miệng cười, đồng thời còn ra hiệu cho cô yêu tinh. Cô muốn ăn thử không? Đây là một trong các món tủ của tôi đấy. Anh thầm nghĩ, họ chắc chắn sẽ không kìm nổi sự tò mò của mình đâu. Lúc này mắt của cô yêu tinh sáng rực như cái bóng đèn bởi cái thèm gây ra bởi thứ thịt thơm ngon kia. Cô cầm chiếc đĩa cắm một lát thịt đưa vào miệng, nhưng gần vào, cô lại do dự mà hỏi lại anh, ngươi có chắc, cái này không phải thịt không? Anh giơ bàn tay đã nắm lại, kèm theo những lời như đe dọa cũng như trấn an cô. Đừng có mà xúc phạm tình yêu và sự tận tụy của tôi với nấu ăn, tôi đây sao có thể dùng thức ăn để dối gạt hay giở trò với ai chứ? Hết cách, cô cũng đành tin lời anh nói mà đưa miếng thịt chay vào miệng, nhoàm. Một không khí lung linh sắc vàng đang lơ lửng trên đầu cô ồ lên, ngon nuốt lưỡi, trời ạ, sao có thể có thứ ngon tới như vậy cơ chứ? Rồi cô ngấu nghiến ăn cho bằng hết trước sự vui vẻ của Kang Jin-hup. Sau khi xong xuôi, cô để bốn cái đĩa vừa mới ăn xong qua một bên mà nói, ta không nhận ra ngài đây là một thượng khách giới thiệu tới bọn ta món ăn mới tuyệt như vậy. Cô yêu tinh giới thiệu bản thân mình, ta là Sylvia, một cảnh binh của rừng yêu tinh. Cô cúi rạp người xuống 45 độ, nói tiếp, ta thật lòng xin lỗi vì sự hiểu lầm này của mình. Chưa lau mấy vụn thịt chay trên khóe miệng, cô nói tiếp, ta có thể làm gì để bù đắp lại lỗi lầm này đây? Anh như đã chờ đợi từ lâu, nói với cô, thế cho tôi tới thăm làng yêu tinh được không? Sylvia bất ngờ mà thốt lên, gì cơ, làng của chúng tôi sao? Chuyển cảnh đến quảng trường lớn của rừng yêu tinh, một nơi mà những căn nhà như đang hòa mình với thiên nhiên. Nhà lớn, nhà nhỏ, nhà nào được xây thì cái nào cũng liên quan một chút gì đó tới thiên nhiên và cây cỏ, ít thì sơn màu xanh lá cây, nhiều thì xây hẳn ở trên cây. Trong một ngôi nhà nào đó, chỉ thấy Kang Jin-hup đang ngồi giới thiệu mình, mặt mày trông rất căng thẳng, tôi tên Kang Jin-hup.
Đối diện với anh là một người trông khá có tuổi đang ngồi lên một chiếc ghế nguy nga. Nguoi đó cũng đáp lời, chào mừng, ta là Penheim, trưởng làng ở rừng yêu tinh này. Thì ra người Kang Chin Húp đang nói chuyện là trưởng làng yêu tinh. Anh đáp lại lời của vị trưởng làng, nhưng tôi có thật sự được chào mừng không vậy chứ? Thì ra xung quanh anh đang bị dương cung tứ phía bởi thuộc hạ của trưởng làng, trông rất nguy hiểm. Một tên thuộc hạ lên tiếng, sao một tên ngoại nhân từ ai cũng biết là đâu đấy hy vọng được chào mừng ở đây chứ? Hàn Dương cung chĩa thẳng vào anh mà nói, lũ người các ngươi không có quyền đặt chân vào khu rừng thiêng liêng này. Bảng hệ thống hiện ra thông tin kẻ kia, tên, Tetlon, giới tính, nam, 926 tuổi, cấp bậc 30, sức mạnh 18, nhanh nhẹn 30, thể lực 21, ma lực 45, lâm lực 40, chức nghiệp, cảnh binh cấp cao, kỹ năng, tử tiễn cấp 6, cố hồn cấp 6, bước đi nhẹ nhàng cấp 5. Rồi hệ thống hiện bảng điều kiện sao chép như mọi lần, người này là một cảnh binh cực kỳ kiêu hãnh để sao chép một kỹ năng của Tetlon. Người tự hào về khả năng bắn cung hơn bất cứ ai, bạn phải một lần bắn được một mũi tên có độ chính xác. Kang Chin Húp nghĩ trong lòng, anh ta đúng là vẫn giống hệt như mọi khi mà, cực kỳ cảnh giác với con người. Dù là lúc còn ở trong trò chơi, thôi thì đúng là lỗi cũng một phần do mình đã gây rối hết mọi chuyện lên. Anh khụ khụ lên tiếng, tôi đây được Sylvia mời, anh chưa nói xong, một mũi tên xông thẳng tới mặt anh. Con, bỗng dưng chiếc mũi tên ấy xoay mòng mòng trên không trung rồi rơi xuống dưới sàn gỗ. Kang Chin Húp đã dùng thanh đao của mình đỡ đòn chí tử ấy, anh còn nói thêm, thái độ đãi khách của anh cần phải được chấn chỉnh lại đấy. Rồi anh giơ mũi kiếm lên trước mặt tên Tetlon mà nói, hay do lẽ ra tôi phải mang quả hay gì đó theo. Tên Tetlon coi bộ cũng chẳng coi lời nói của anh ra gì, hắn nói, với một con người thấp hèn mà nói, tốc độ phản ứng của ngươi cũng được lắm. Nhưng mũi tên tiếp theo này nhất định sẽ đi xuyên qua đầu ngươi, vừa nói, hắn vừa kéo một chiếc mũi tên mới, chuẩn bị dương cung bắn tiếp lần hai. Sylvia gấp gáp nói, ngài Tetlon đợi chút đã, người này là một vị khách được tôi mời tới chơi để trục lỗi mà. Tetlon tức giận dương cung lên quát, im mồm vào, Sylvia, sao cô có thể mang người ngoài vào làng như vậy được chứ, sau khi xử lý xong tên khốn này là tới lượt cô nhận tội đấy. Sylvia mặc kệ lời đe dọa của hắn ta, kiên định đứng chắn trước Kang Chin Húp, tôi cũng không phải tự dưng mang anh ta tới. Anh ta giỏi nấu ăn lắm đấy, hơn nữa anh ta còn có thể làm ra một món chúng ta chưa từng được nếm bao giờ nữa. Tetlon kinh ngạc, chưa nếm bao giờ ư, anh ta nghe thấy vậy thì có chút dao động, ngươi nghĩ chỉ cần nói như vậy là ta sẽ thả ngươi đi sao? Bỗng một người đàn ông đưa tay ngăn lại hành động của hắn ta, được rồi, Tetlon, chưa cần đuổi hắn đi vội. Người ngăn cản Tetlon là trưởng làng Penheim. Ông ta nhìn chằm chằm về phía Kang Chin Húp, nước dãi bắt đầu chảy tòng tòng, ít nhất chúng ta cũng phải tự mình kiểm chứng điều đó đã chứ. Tetlon nghe vậy thì ra sức ngăn cản, trưởng làng. Những hoa trái sinh trưởng ở làng yêu tinh đều cực kỳ đặc biệt, lượng ma lực trong chúng cũng tương đương với trong một viên đá ma lực, vậy nên chỉ cần ăn chúng là cũng có thể tăng cường ma lực rồi. Vào ngày thu hoạch của những hoa trái này, các yêu tinh sẽ tập hợp lại và tổ chức cùng gửi lời cảm ơn của mình tới khu rừng và gọi dịp lễ ấy là lễ nguyệt quang. Kang Chin Húp kích hoạt nhà hàng cách giới, anh bắt đầu thể hiện kỹ năng nấu nướng của mình. Những món ăn đủ cả hương sắc vị được nấu ra khiến cho những cư dân trong làng yêu tinh đều nhìn đến chảy nước miếng, họ rất mong đợi được thưởng thức thức ăn mà Kang Chin Húp nấu. Sau khi đã nấu xong, anh bày hết thức ăn ra bàn, mọi người cứ ăn tự nhiên nhé, đây không phải là thịt mà là thịt chay được làm từ đậu nành cơ. Kang Chin Húp vừa nói dứt lời, tất cả đều không chờ được mà ăn thức ăn trên bàn, ai nấy cũng đều bày ra vẻ mặt hưởng thụ. Tetlon nhìn thấy tất cả mọi người đều đang bắt đầu ăn thì lúng túng không biết có nên giữ vững lập trường ban đầu của mình hay không. Cuối cùng khi nhìn đĩa thức ăn đang tỏa hương thơm ngát ở trước mặt, Tetlon đã không cưỡng lại được mà định lấy thức ăn trên bàn. Đúng lúc này đây, Kang Chin Húp từ đâu ra giành lấy đĩa thức ăn không cho Tetlon ăn, tên khốn này có tí tự trọng nào không vậy hả, ngươi đã nhắm tên vào ta đó. Muốn ăn à, nghĩ cũng đừng nghĩ, Tetlon thấy vậy thì không biết phải làm gì, anh ta tức đến run cả người nhìn mọi người đang ăn ngon lành ở phía trước. Trưởng làng Penheim thỏa mãn lau miệng, hương vị của món ăn quả thực vô cùng xuất sắc. Ai lại nghĩ một người ngoài lại có thể mang tới cho ta niềm hạnh phúc to lớn như vậy chứ, ta có dự cảm rất tốt về lễ nguyệt quang năm nay đây. Ông vừa nói xong, tất cả người dân trong làng đều đồng thanh, chúng con xin cảm tạ mẹ rừng vĩ đại, lễ nguyệt quang xin chính thức khai mạc. Tiếng sáo du dương phát ra liên tục trong cả quá trình diễn ra lễ nguyệt quang. Trưởng làng Penheim đưa cho Sylvia nửa quả trái cây đặc trưng của buổi lễ, mong thần ân của khu rừng vĩ đại mãi ở bên mọi người. Sylvia và những người dân trong làng đều kính cẩn cúi mình sẵn sàng đón nhận lời chúc phúc. Sâu trong khu rừng vang lên tiếng nói của ai đó, hình như loài yêu tinh đang tổ chức cái gì thì phải. Chun Min Gut trả lời câu hỏi của đồng đội, đúng đấy, ồn ào ghê. Nếu họ mà không thù địch với ta quá thể như vậy thì đã có thể chạy tới xem rốt cuộc có chuyện gì rồi. Chun Min Gut ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó của bạn mình, thôi bỏ cái suy nghĩ đấy đi. Cô cũng biết thái độ mấy người đó kém thế nào rồi mà, ta mà tới gần là bọn chúng lại phát điên lên bắn tên tứ phía ngay đấy. Đây vẫn chưa phải lãnh thổ yêu tinh mà đã tuyệt vời lắm rồi chẳng phải sao. Cậu vừa ngẩng đầu lên là một đám người mặc đồ đen bịt kín mặt, một tên gần cậu nhất tay đang cầm vũ khí dính đầy máu dưới chân hắn ta là cô bạn của Chun Min Gut.
Chun Min Gut hoảng sợ hỏi, mấy người là ai? Chưa kịp nói hết câu đã có một con dao sắc bén đang kề ở cổ cứa đứt cổ họng cậu ta. Tên cầm đầu toàn người che mặt nói với giọng cảnh cáo, nhớ đấy không được để lại nhân chứng nào cả. Lúc này đây ở buổi lễ của làng yêu tinh mọi người vẫn không hề biết nguy hiểm đang đến gần, họ vẫn vô tư chơi bắn cung. Kang Chin Húc cùng với trưởng làng ngồi từ xa nhìn cảm khái nói, đúng là danh bất hư truyền mà, yêu tinh quả là trời sinh đã có khiếu dùng cung tiễn. Trưởng làng ngồi bên cạnh tự hào cười nói, nhỉ, nó đương nhiên tới nỗi chúng ta không còn để ý tới nữa luôn rồi. Anh nghĩ sao, cảm nghĩ về lần đầu tham gia lễ Nguyệt Quang thế nào? Việc con người được tham gia vào các lễ hội của chúng ta thật là điều rất hiếm đấy. Hoa trái của bọn ta càng được thế giới ngoài kia biết tới, thì càng có nhiều người cố xâm phạm vào lãnh địa của bọn ta và càng khiến bọn ta ẩn mình hơn nữa. Nhưng ta vẫn tự tin rằng yêu tinh chúng ta không hề thua kém bất cứ ai về khoản thưởng thức đồ ăn và âm nhạc cả. Và ta cũng biết chắc loài chúng ta yêu hòa bình còn hơn bất kỳ loài sinh vật nào khác. Kang Chin Húc ngồi bên cạnh trưởng làng nói, văn hóa của yêu tinh quả thực rất gây ấn tượng. Bỗng giọng nói tức giận từ đằng sau Kang Chin Húc phát ra, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền phán xét bọn ta? Hóa ra giọng nói đó là Tết Lon. Kang Chin Húc mỉa mai hỏi, sao đây, dỗi vì ta không cho ngươi ăn cùng à? Tết Lon vẫn mạnh miệng nói, ngươi nấu ăn ngon bằng rời đi nữa thì chung quy cũng chỉ là một tên con người, nội sự tồn tại của ngươi ở khu rừng này đã là một điều kinh tởm rồi. Kang Chin Húc không yếu thế đáp trả, mặt ngươi còn kinh tởm hơn ấy, tên khốn. Tết Lon cũng chẳng chịu thua gần giọng hỏi, chán sống quá rồi hả, con người? Trưởng làng Pen He Im đứng bên cạnh không biết phải làm thế nào để ngăn cản hai người. Tốt nhất là không nên phá hủy không khí vui mừng của lễ hội, vậy thì thế này đi, chúng ta sẽ thi đấu bắn tên với nhau nhé. Kang Chin Húc tức giận nói, và người thua cuộc sẽ phải cuốn xéo. Tết Lon ôm mặt cười mỉa mai, ngứ như ngươi mà cũng dám dùng tiễn thuật để cá cược với ta à? Được thôi, quyết định đích ngắm đi. Nghe thấy vậy tất cả người yêu tinh trong làng đều phấn khích tụ tập lại. Wow, đấu bắn cung kìa, xem đấu bắn cung đê, bỏ hết đó, đi xem thôi. Kang Chin Húc và Tết Lon đều đã cầm cung tên vào tư thế chuẩn bị thi đấu. Kang Chin Húc đứng bên cạnh khó chịu nói, hơi chán nhỉ, chả ai cổ vũ cho ta vậy. Tết Lon khinh thường, ừ, ngươi cũng chỉ là một tên người ngoài thôi, làm quái gì có ai thèm cổ vũ cho cái thứ như ngươi. Nghe thấy Tết Lon nói vậy, nam chính ngay lập tức đáp lại, thế thì ta cũng nên mang người cổ động của riêng mình tới thôi nhỉ. Bạn đã lấy ra túi chữ vật, một con thú đáng yêu xuất hiện, Kang Chin Húc tiến lại cưng nựng nó, nào nào đúng là Iam đáng yêu của ta có khác. Tết Lon nhìn một cặp chủ tớ bên cạnh chán ghét, thật là một con triệu hồi thú kỳ quái mà. Cổ động viên cũng đáng yêu thật đó, mà nếu ngươi xong chuyện rồi, vậy bắn trước đi, chỉ cần bắn trúng được cái đích trên cái cây kia là được. Kang Chin Húc thản nhiên, được thôi, nói rồi anh lên dây cung bắn ra phát đầu tiên bắn vào vòng ngoài. Thấy vậy Tết Lon cười ngặt nghẹo, ha cũng không tệ đối với một con người. Nói xong hắn ta bắt đầu bắn lực của mình, nhưng nếu ngươi muốn đánh bại ta thì cũng còn xa lắm. Khi Tết Lon đang chuẩn bị bắn mũi tên thì Iam từ đâu lao đến làm anh ta hoảng sợ. Nỗi sợ đã được kích hoạt, do ảnh hưởng của nỗi sợ, bạn đã bị rơi vào trạng thái hoảng loạn trong vòng 3 giây. Kang Chin Húc thấy Tết Lon đang hoảng sợ thì cười xấu xa. Tết Lon còn chưa kịp định hình lại sau nỗi sợ hãi vừa phải hứng chịu nói, ngươi rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy hả? Kang Chin Húc cười xảo trá, đúng là ngây thơ trong sáng mà. Chẳng phải người ta sẽ luôn tìm mọi cách để thắng sao, bạn đã đáp ứng được điều kiện đề ra. Tết Lon bỗng hoảng sợ nhìn Kang Chin Húc, thứ con người điên rồ này. Goguma ngồi đó mặt buồn rầu, nó ủ rũ kêu, Moji. Chin Húc nhẹ giọng nói với nó, Goguma, cẩn thận đấy, chuyện này rất quan trọng. Nó tỏ vẻ đã hiểu, Moji. Nam chính quay sang nói với Tết Lon, từ giờ trở đi đừng có làm như thế nữa. Anh thầm nghĩ, đáng yêu không phải là tất cả đâu biết không. Hắn nghe thấy vậy cay cú, nhân loại chết tiệt, ngươi mang con rồng đó ra chỉ để cư xử hèn nhát thôi sao? Ngươi không có liêm sỉ à? Không, tôi không có. Nam chính đáp trong sự ngỡ ngàng của Tết Lon, vì tôi là nhân loại bẩn thỉu mà. Cùng lúc đó hệ thống phát thông báo, bạn đã nhận được kiếm pháp tuyệt đối. Kiếm pháp tuyệt đối, mức độ khó kiếm AA, mô tả, gia tăng hiểu biết về cung và tên cùng với các vũ khí tương tự lên đến 90%. Sau 5 giây tập trung, tỷ lệ chính xác sẽ tăng lên đến 100%. Tết Lon bực dọc, ta không quan tâm ngươi có bẩn thỉu hay không, ta sẽ không bao giờ công nhận chiến thắng giành được bằng cách này. Chin Húc xua tay, được rồi, cứ coi như đó là khởi động đi, nếu muốn anh có thể bắn lại. Hắn ta nghe vậy thì cũng dịu giọng xuống, nếu ngươi định gian lận nữa thì ta sẽ không bỏ qua đâu. Rồi, rồi, anh nói rồi hắn thở dài, mọi chuyện kéo dài quá lâu rồi. Hệ thống nhảy ra thông báo mới, đang kích hoạt kiếm pháp tuyệt đối. Hắn ta giương cung lên, mũi tên bay thẳng vào hồng tâm. Hoàn hảo, hắn cười sung sướng, tên tùy tùng trắng khen ngợi, ồ đúng là ngài Tết Lon. Bên này, đám người xin VR cũng nói với nam chính, ngài Kang Chin Húc, vẫn chưa phải quá muộn đâu, sao ngài không van xin ngài Tết Lon tha thứ đi. Xin VR nói, ngài Tết Lon là cảnh binh xuất sắc nhất trong số chúng tôi, nhân loại không thể thắng ngài ấy trong môn bắn cung đâu. Chin Húc nghe vậy liền cười, giỏi nhất giới yêu tinh à, còn giỏi hơn ấy chứ. Vừa nói anh vừa đưa tay ra thi triển pháp lực, hệ thống thông báo đang kích hoạt băng kết.
chỉ thấy từ dưới mặt đất bỗng trồi lên ngọn băng nhọn hoắt, trực tiếp xuyên qua hồng tâm, hất văng mục tiêu lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Mọi người xôn xao, ngài ấy bắn bay nó đi rồi sao? Tết lon quát, tên khốn, ngươi đang làm gì vậy? Nam Chính cười như không cười đáp, ý anh là sao? Tôi chỉ đang điều chỉnh độ khó để phù hợp với năng lực của mình thôi mà. Nói xong anh thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm túc, dương cung tên lên, cùng lúc đó hệ thống không ngừng nhảy thông báo, đang kết hợp huyết ma công và kiếm pháp tuyệt đối, bạn đã nhận được xích ma đạn. Kiếm pháp tuyệt đối, mức độ khó kiếm AA, mô tả, kỹ năng phóng đại độ chính xác và sức mạnh hủy diệt của cung pháp đến đáng sợ bằng cách sử dụng hắc hỏa. 2,5 giây tập trung sẽ gia tăng độ chính xác lên đến 100% và hiểu biết về cung và tên cùng với những vũ khí tương tự sẽ gia tăng lên đến 145%. Tết Lon bỗng thấy không đúng, hắn nghĩ, trong khoảnh khắc vừa rồi, có gì đó đã thay đổi. Hệ thống thông báo đang kích hoạt Sigma đạn, chỉ thấy cung tên trong tay Kang Min Húc bỗng biến đổi. Mục tiêu khi nãy bị hất văng vẫn đang không ngừng xoay vòng trên không trung. Vút, Sigma đạn xé toạc không khí, chia mục tiêu thành hai nửa. Mọi người không tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy, tất cả như chết lặng. Không thể tin nổi, mọi người bàn tán, mục tiêu đó được làm bằng gỗ cây phích nên lẽ ra đâu thể dễ dàng vỡ vụn như thế. Ngài ấy đã chẻ mũi tên đang cắm tại hồng tâm của ngài Tết Lon ra làm đôi và phá hủy mục tiêu. Chin Húc nở nụ cười của kẻ chiến thắng, nhìn sang Tết Lon đang kinh ngạc tột độ hỏi, anh thấy sao khi thua một nhân loại nhỏ bé bẩn thỉu? Tết Lon thả cây cung xuống chậm rãi đáp, ta thậm chí còn chẳng thể khôi phục được chút danh dự nào, vì đã thua nên ta sẽ ngay lập tức rời khỏi ngôi làng này và không bao giờ quay trở lại. Vừa nói hắn vừa quay lưng đi về phía bìa rừng, là cảnh binh của rừng yêu tinh, Tết Lon ta luôn giữ lời hứa, không, chắc hẳn ta cũng chẳng phải cảnh binh nữa rồi. Dân làng nghe hắn nói vậy không khỏi xót xa, ngài Tết Lon. Bỗng Nam Chính lên tiếng, tai to, chờ chút đã. Có vấn đề gì? Tết Lon buồn bã hỏi, ta đã nói ta sẽ rời đi rồi mà, hay ngươi còn muốn chế nhạo ta thêm? Tôi hiểu danh dự gì đó của anh, Chin Húc gãi đầu nói, nhưng anh biết đấy, bây giờ là mùa lễ hội mà, nếu như anh cứ vậy bỏ đi thì không khí sẽ trầm xuống mất. Nói đoạn anh cười tươi rói nói, vậy nên chúng ta thay đổi điều kiện đi. Tết Lon nghi ngờ nhìn anh, nhưng ngay sau khi đồng ý, hắn đã hối hận, ta thả đi còn hơn. Mọi người nghe vậy đang cố gắng hết sức để nhịn cười. Anh nói, đừng có thế mà, ở chỗ tôi chỉ có những người vô cùng mạnh mẽ mới có thể mặc bộ đồ đó thôi đấy, chúng tôi gọi đó là bộ dạng của người trong ngành. Chỉ thấy cảnh binh lừng lẫy tiếng tăm của chúng ta đang tức giận trong bộ đồ thỏ hồng sexy. Lúc này tóc đỏ quát lên, kẻ nào dám cười ngài Tết Lon. Nhưng chỉ giây sau hắn đã không nhịn được mà phì cười. Ha ha, sở thích của ngươi cũng khá độc ác đấy, ta không nghĩ Tết Lon sẽ chấp nhận điều kiện bình tĩnh đến vậy đâu. Trưởng làng đứng xem kịch vui quay sang nói với Nam Chính. Cả hai cùng nhau nhìn huynh đệ Tết Lon tương tàn. Anh nói, đùa thế này có phải hơi quá rồi không? Anh nghĩ bụng, chà, cảnh binh mạnh nhất thị trấn đang bị đem ra làm trò cười, một lúc nữa nên để anh ta cười ra thôi nhỉ. Trưởng làng lên tiếng, không, chẳng sao đâu, cuối cùng cậu ta cũng cần phải nếm vị đắng thất bại chứ. Lão cười, ta nghĩ chấp niệm bảo vệ rừng yêu tinh thật ra đang cản trở cậu ấy, vì vậy ta mừng vì chúng ta gặp được ngươi. Bên kia Tết Lon vẫn chưa thôi tức giận, đang gào thét với hai người huynh đệ của mình. Kang Chin Húc nghe vậy thì gật gù, nhìn lão trưởng làng thầm nghĩ, trưởng lão này tốt hơn mình nghĩ. Anh quay sang nói với lão, vậy tôi nghĩ mình có thể xấu xa hơn chút nữa nhỉ. Nghe vậy cả hai cùng cười nham hiểm. Ha ha, hãy dạy cho cậu ta một bài học, lâu lâu mới có cơ hội này mà, trưởng làng đáp. Bỗng có tiếng bước chân vội vã chạy về phía lễ hội hô to, trưởng lão. Hắn xuyên qua mọi người vừa chạy vừa gọi, trưởng lão. Trưởng lão nhận ra hắn, lo lắng hỏi, ngươi là Lucian, một trong số những lính gác ở ngoại trấn, đã xảy ra chuyện gì vậy? Xâm nhập, hắn gấp gáp nói, có kẻ xâm nhập. Vừa nói hắn vừa run rẩy nghĩ lại, một toán người che mặt đột nhiên xuất hiện và bắt đầu vung kiếm về phía bất cứ thứ gì cản đường bọn họ. Hắn vẫn chưa hoàn hồn được nhớ lại khung cảnh lúc đó, đám người đeo mặt nạ cầm vũ khí nhằm vào mọi người hành hung, mọi người đều bị đánh trọng thương. Lucian nói tiếp, những cảnh binh ở ngoại trấn không thể giải quyết được bọn chúng, chúng rất mạnh, ngay cả những cảnh binh cấp cao hơn cũng không đánh bại được chúng. Sylvia an ủi hắn, ngài Lucian không cần nói nữa, tình trạng của ngài không ổn chút nào. Trưởng làng tức giận, mọi người gọi ông, trưởng lão, chuẩn bị chiến đấu. Trưởng lão ra lệnh, mở khóa kho vũ khí đi, chắc hẳn bọn xâm nhập đã vây kín khu rừng rồi, hãy chiến đấu bằng cả mạng sống của mình để bảo vệ rừng yêu tinh. Mọi người đồng loạt nhận lấy vũ khí, tất cả hừng hực khí thế sẵn sàng chiến đấu. Tết Lon ra lệnh, tập hợp quân phản vệ khẩn cấp, cảnh binh cấp cao đi cùng với ta. Nam Chính đứng nhìn mọi người đang gấp gáp vào vị trí chiến đấu, anh nghiến răng giận dữ. Ở phía bìa rừng, một nhóm người đang chạy trốn cật lực, tôi không chạy nổi nữa rồi. Một người khác hỏi, lũ khốn đó là ai vậy chứ? Nói rồi họ quay lại với đám người bịt mặt nói, khoan đi đã, nghe này, bọn tôi chỉ là người chơi bình thường thôi mà, cái lũ ngốc này. Đáp lại họ chỉ là những đòn tấn công không nương tay, tất cả đều bị đánh tơi bời. Không được để lại người sống, tên thủ lĩnh nói, tất cả mọi thứ trong phạm vi khu rừng yêu tinh này đều phải biến mất. Tiếng kêu cứu vang lên ở một góc rừng, lũ người áo đen vẫn không nương tay. Bỗng mũi tên từ đâu bay đến xuyên vào ngực một tên bịt mặt, cứu, có kẻ thù tấn công, bọn chúng lên tiếng cảnh báo.
Trưởng làng nhảy xuống, sao có thể như vậy chứ? Ông kinh ngạc thốt lên, những người mẹ của những đứa trẻ lại bị giết một cách tàn nhẫn như vậy. Trên mặt đất la liệt xác của những người phụ nữ, ông đau lòng ôm họ vào lòng hét lên, "A, thật xin lỗi, là ta không bảo vệ được mọi người." Tết lo nhìn khung cảnh tang thương ấy, thi thể nằm la liệt xung quanh, hắn nắm chặt tay ra lệnh, tất cả nghe lệnh, nếu gặp dân làng nào còn sống, di tản ngay họ tới trung tâm ngôi làng, quân ta ở đó rất mạnh, nên nơi đó hẳn cũng khá an toàn, khi bắt gặp kẻ thù phải giết ngay tại chỗ. Chúng ta nhất định phải trả thù cho những đồng bào đã ngã xuống nhân danh mẹ rừng vĩ đại. Tuân lệnh, mọi người đồng thanh đáp, bỗng Cang Chin húp lên tiếng, muốn trả thù, rất tốt, ta có kế hoạch này đây. Mọi người ngạc nhiên, kế hoạch sao? Ở phía bên kia cánh rừng, bọn bịt mặt nhận được thông báo, đội truy quét vùng B-16 mất hai kết nối. Một tên lên tiếng, Xê Hua, tôi nghĩ lũ yêu tinh đã bắt đầu chống trả rồi đấy. Xê Hua đáp, nhanh hơn nhiều so với dự tính, mọi người nghe kỹ đây, à ta phân phó, mục tiêu cao nhất của chúng ta là diệt trừ cho được Cang Chin Húp. Rừng yêu tinh được bao phủ bởi một lớp kết giới gây nhiễu kết nối, nên Cang Chin Húp sẽ không gọi viện binh được đâu. Giữ vững vòng vây kẻ thù, siết chặt vòng vây về phía trung tâm ngôi làng tới khi tìm thấy mục tiêu. Đoàn đội của Ả đáp, đội C đã rõ, đội A đã rõ. Nếu tính cả những người cấp S, lực lượng lần này của bọn mình có 150 người, bọn mình sẽ vây chặt khu rừng. Tiến tới tiến dần vào trong, đội nào bắt gặp Cang Chin Húp trước sẽ cố kéo dài thời gian, những đội còn lại phải lập tức tới nơi. Sau đó sẽ cùng tấn công, dù mục tiêu có mạnh tới mức nào đi nữa, cũng không thể một lúc hạ được 3 người cấp S đâu. Xê Hua nghĩ thầm, ngươi sẽ phải lặng lẽ mà biến mất khỏi thế giới này, như công hội Dung Ha này muốn thôi. Cang Chin Húp ạ, bỗng một bàn tay đột ngột đưa tới, lột mặt nạ của Ả ta, hả, Ả ta lộn vòng trên không trung né lòn. Một bóng hình đứng trên cành cao, tay cầm chiếc khăn che mặt màu đen nói, ta còn đang nghĩ mãi không biết là bọn người nào, thì ra là các ngươi. Lũ khốn Dung Ha loi nhoi lúc nhúc trước cổng đài truyền hình, Ả ta nghe vậy ngây người. Cang Chin Húp ném chiếc khăn đi, lạnh giọng nói, hy vọng là các ngươi đã chuẩn bị xong xuôi để trả giá cho việc làm phiền ta. Xê Hua nghe vậy lạnh lùng cười nghĩ bụng, ha thật không ngờ mình lại chính là người trúng cái mánh lớn này. Ở phía bên kia đội C đang lùng sục tìm mục tiêu bỗng nhận được thông báo, đội B đã tìm ra Cang Chin Húp. Tên chào đáp, đội C đã rõ, song hắn ra lệnh, di chuyển tới địa điểm của đội B thôi, nhanh nhanh. Bỗng một loạt mũi tên lao đến phía chúng, hắn nhìn lên, chỉ thấy Tết Lon cùng những cảnh binh cấp cao đang đứng trên cành cây nhìn xuống. Hắn nói, định đi đâu thế hả? Bọn ngoại lai kia, địch thủ của mấy người là bọn ta này. Tên Chao nghe vậy liền nói, lũ dân bản địa dơ giấy này. Bên kia một tên bịt mặt kêu lên, hệ thống không ngừng nhảy ra thông báo, đang kích hoạt kiếm mộ, đang kích hoạt quỷ kiếm vương bộ hành. Nam chính với thanh kiếm trong tay chạy đến đâu lũ người kia ngã xuống đến đó. Xê Hua hô hoán, đừng đứng túng tụng lại với nhau, chia ra đi. Đám người nghe vậy vội tản ra, hệ thống của nam chính phát thông báo, đang kích hoạt băng trạc. Anh vung cây kiếm lên, hàng loạt những mũi tên băng bay về phía đám người công hội Dung Ha, không kẻ nào thoát được. Xê Hua nấp sau thân cây nghĩ bụng, hắn mạnh hơn nhiều so với mấy đoạn băng mình được xem, cứ thế này bọn mình sẽ chết hết trước khi những đội khác tới mất thôi, mình phải tìm cách kéo dài thời gian. Sau đó Ả hướng về nam chính, này Cang Chin Húp, tuy không biết vì sao ngươi lại tới nơi này, nhưng ta đoán hẳn là vì có thứ muốn đạt được nhỉ. Nghe tiếng gọi anh tạm dừng tay, những khối băng vẫn bay trong không trung. Chuyện đó thì liên quan gì tới ngươi đây, anh đáp, tới chỗ ta này, khỏi lãng phí thời gian. Người bên ta đang liên tục phá hủy mọi thứ lọt vào tầm mắt để tiếp cận gần về phía ngươi đấy, Ả nói, và khi ngươi ở đây, sẽ có những người khác đi qua chỗ trung tâm ngôi làng, một khi ngôi làng kia bị phá hủy, dù thứ ngươi muốn có là thứ gì, hẳn cũng sẽ bị phá hủy theo thôi. Anh bỗng khựng lại, phá hủy ngôi làng ư, Ả ta thầm suy đoán, nếu trong ngôi làng đó quả thực có thứ gì đó hắn muốn có được. Vậy hắn sẽ lập tức rời đi để bảo vệ nơi đó, và như vậy, mình sẽ tranh thủ thêm được thời gian chờ những người còn lại chạy tới tiếp ứng. Bỗng nam chính cười, như lời cô ta nói không liên quan gì đến anh. Xê Hua ngạc nhiên, ngôi làng đó bị phá hủy ngươi cũng không quan tâm sao? Ấy, không không, tất nhiên ta không muốn điều đó xảy ra rồi. Anh bình tĩnh đáp, ta hiểu ngươi thực ra đang cố làm gì, nhưng với ta, nó quả thực rất nực cười. Ngay lúc này tại làng yêu tinh, tình hình phía trước làm cho đội C bất ngờ. Tên đội trưởng thốt lên, gì chứ, không thể nào, sao cô ta lại ở đây được? Trước mắt hắn là một bóng dáng yêu kiều đang từ từ hạ xuống, nói thật thì ta cũng chẳng quan tâm cái lũ yêu tinh này làm sao đâu. Ophelia nói, tuy nhiên, các ngươi vậy mà dám ngáng đường khế ước giả của ta làm việc. Hệ thống hiển thị, đang kích hoạt huyết giáo, cô ta nói tiếp, vậy là quá đủ để phải giết các ngươi rồi. Tên đội trưởng thấy vậy run sợ, chúng ta không trụ lại nổi cái thứ quái vật này đâu. Ophelia giơ tay lên nói, biến đi. Chỉ thấy những kẻ đeo mặt nạ mặt biến sắc, sau đó bùm, mọi thứ trước mắt đều biến mất như chúng chưa từng xuất hiện vậy. Bên này Xê Hua nhận được thông báo, người bạn muốn liên lạc không tồn tại, cô ta bối rối, gì vậy? Ở phía trung tâm ngôi làng, bọn người công hội nằm la liệt dưới đất, tên đội trưởng đang sử dụng chút hơi tàn liên hệ với cứu viện vùng trung tâm, làng, nhưng hắn chưa kịp nói hết câu đã đăng xuất. Ophelia từ trên nhìn xuống than vãn, chán thật mà, chả có tí kích thích nào hết. Cô đáp xuống đất,
nhìn về phía sau, một nhóm yêu tinh từ sau thân cây bước ra, cô hỏi, yêu tinh có nấu rượu không thế? Phía bên Xuê Hua, cô ta vẫn tiếp tục không liên lạc được với đồng đội, đội mạnh nhất phe mình vậy mà bị diệt sạch luôn rồi sao, tên khốn đó, hắn đã làm gì rồi? Liếc thấy nam chính đang chạy về phía này, cô ả ra lệnh, tất cả mọi người, đội hình pháp trận ma huyết. Kang Chin húp nhìn xung quanh, một đám người mặc đồ đen kín mít đang bao vây lấy anh, trên cây cũng có một nhóm đang mai phục. Xuê Hua đang kích hoạt tiêm nhiễm độc tố thần kinh, hệ thống thông báo, nhờ tác dụng của độc tố thần kinh, bạn đã đạt được miễn nhiễm với nỗi sợ. Những tên áo đen bỗng thay đổi sắc mặt, chúng điên cuồng lao về phía nam chính, anh đứng đó bình tĩnh đỡ từng đòn tấn công. Lũ các người cũng rồ dại thật đấy nhỉ, anh dùng băng trưởng phá vỡ từng đợt tấn công của chúng. Ten Chao, ngươi biến đâu mất rồi, Xuê Ha sốt ruột nghĩ, đến đây ngay đi chứ. Mà bên này, Ten Chao cũng không hề rảnh rỗi. Tết Lon kích hoạt công năng, đang kích hoạt tiễn thuật bách chúng, hắn phi tiễn về phía Ten Chao, nhưng tên này nhanh tay dùng đao chặn lại. Tết Lon lại tiếp tục thi triển kỹ năng, đang kích hoạt rừng chướng ngại, những rễ cây từ dưới đất nhô lên quấn chặt lấy Ten Chao, hắn không thể cử động được. Tết Lon sau khi đã nhốt được hắn lại, anh ta giương cung lên tuyên bố, ta sẽ không để một ai thoát được đâu, hãy trả giá cho tội lỗi của mình đi. Sau đó hàng loạt mũi tên bay về phía kẻ tội đồ kia. Trong một khắc hắn đã kịp thời kích hoạt kỹ năng phòng hộ khí, phòng thủ tăng 50%, hắn may mắn thoát được một đòn này. Tin nhắn từ phía Xuê Hua vẫn không ngừng vang lên, Ten Chao, nhanh lên xem nào, Kang Chin Húp đang ở đây rồi đấy. Hắn chợt hiểu ra, Xuê Hua, ra vậy, kế hoạch của các ngươi là giữ chân ta ở đây sao, nhưng các ngươi sẽ không thành công đâu. Nói xong hắn dùng lực hất bay những rễ cây đang ghìm hắn ra, hắn kích hoạt kỹ năng cường kiếm khí, nhằm hướng Sylvia chém xuống. Chỉ thấy mặt đất bị xẻ làm đôi, cây cối cũng bị thổi bay. Thật may mắn Tết Lon đã kịp kéo cô ra, cảm ơn anh Tết Lon. Tuyệt đối đừng mất cảnh giác nữa Sylvia, anh nói. Ten Chao đứng một bên thầm đánh giá, tên này mạnh phết đấy. Phía bên đây, tên áo đen cuối cùng đã bị hạ gục. Kang Chin Húp nói, đã không còn ai nữa rồi này, sao ngươi không ra đi nhỉ, dưới chân anh la liệt thi thể. Xê Hua cười khổ, toàn quân bị diệt rồi, trong khi mấy đội khác còn chưa cả kịp tiếp viện. Cô nói với chính mình, cũng đúng, trốn nữa cũng chẳng để làm gì cả. Hệ thống hiện lên thông tin, Xê Hua, giới tính nữ, tuổi 25, cấp bậc 28, sức mạnh 16, nhanh nhẹn 28, thể lực 25, ma lực 33, điểm kinh nghiệm 57. Thông số hiện còn không, xu hiện có 51.558, chức nghiệp độc sư, kỹ năng cấp 9 xương độc, cấp 8 thần độc, cấp 8 ghi nhớ trung cấp, cấp 8 tán độc. Điều kiện sao chép, Xuê Hua là một người chơi sở hữu những loại kịch độc rất mạnh. Nếu bạn có thể áp chế thực lực cô ta khi vẫn đang bị nhiễm độc của cô ta, bạn có thể sao chép một kỹ năng của cô ta. Kang Chin Húp suy tư, khi đang nhiễm độc của cô ta sao, hơi rủi ro đây, điều kiện sao chép ba cái thứ liên quan đến độc có khác, lúc nào cũng mệt người thế này. Ta biết ngươi là người rất mạnh, à nói, nhưng, vừa nói vừa kích hoạt thần độc, chỉ cần chúng phải độc của ta, ngươi chắc cũng không sống nổi đâu. Một luồng sức mạnh bay về phía nam chính, anh nhẹ nhàng né được, chỉ thấy cái cây phía sau lưng anh sau khi trúng đòn của ả liền gãy gục. Anh thầm nghĩ, ha chắc sẽ đau lắm đây nhỉ, nhưng đúng là mình cũng rất muốn có được ít nhất cũng một trong các kỹ năng đó. Thấy Xuê Hua chuẩn bị ra đòn tiếp theo, Kang Chin Húp đưa tay nắm lấy vai cô ả, nào, đây đang cân nhắc để quyết định mà. Cô ả nhanh chóng kích hoạt phòng hộ khí, hệ thống thông báo phòng thủ đã tăng 50%, ả nghĩ, với kỹ năng này, hầu hết mọi đòn tấn công vật lý mình đều đỡ. Nhưng chưa kịp định thần cô ả đã bị anh giáng cho một đòn vào bụng, ả bỗng ngây người, không thể nào, dùng kỹ năng đó rồi mà thương tổn vẫn lớn vậy là sao chứ? Nam chính cảm thấy bực mình, ta đang cố nghĩ đây này, im cái mồm vào cái coi. Xê Hua nằm dạp dưới đất, mình nhất định phải trụ được tới khi Ten Chao tới đây, cô ta dặn lòng, mình cũng phải làm hắn bị thương. Nói xong cô ta lại thi triển kỹ năng, nhưng tiếc là chưa chạm được vào người nam chính đã bị anh đánh bay, ngươi đúng là cái đồ tai điếc mà. Bỗng anh phát hiện ra điều không đúng, chẳng phải anh đã trúng một mũi châm độc rồi hay sao? Kang Chin Húp, Xê Hua hả hê, ngươi thật sự nghĩ ta sẽ cứ thế ngu xuẩn mà xông lên trước chắc, cô ta le lưỡi ra, một cây châm độc lộ ra. Cô ả cười cợt, trúng ngươi rồi nhé, hệ thống thông báo, bạn đã bị trúng độc, sinh lực của bạn đang dần bị hút cạn, chất độc đang len dần vào người nam chính. Bên cạnh là dòng thông báo, bạn đã trúng phải bách thần độc, các kinh mạch của bạn bắt đầu bị tổn hại. Kang Chin Húp nhìn cánh tay trúng độc của mình suy tư, tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải. Nhìn thấy tình cảnh của anh, Xuê Hua cười thâm độc nói, bách thần độc của ta sẽ làm ma lực trong kinh mạch ngươi chạy tán loạn, cuối cùng khiến cả lục phủ ngũ tạng ngươi đều bị phá hỏng. Loại độc này sẽ thẩm thấu ngay vào trong ma lực của ngươi, đồng nghĩa với việc tạo ra thuốc giải độc là bất khả thi. Nói xong cô ta cười điên cuồng, ngươi chết chắc rồi, chết thật từ từ và đau. Kang Chin Húp nghe vậy tức giận nắm chặt tay bị thương của mình. Lúc này lại xuất hiện một dòng thông báo, bạn đã kích hoạt chấn quyền thuật, tốc độ hồi ma lực tăng 30%. Anh nói với giọng khinh miệt, thuốc giải ấy à, ta mà cần cái thứ đó sao, không phải chỉ cần kìm ma lực lại mà dùng vũ lực là được à. Xê Hua nghe anh nói vậy thì tức giận, chết tiệt thật, có vẻ mình tránh không khỏi cái chết được rồi. Hai người lao vào đánh nhau, Xê Hua trúng ngay một đòn vào mặt hộc máu ngay lập tức.
Sau khi trúng đòn của anh, Xue Hua bị thương nặng ngã xuống đất một cách chật vật. Kang Chin húp nhân cơ hội vung kiếm lên chém xuống, Sơn Thiên kiếm khí đã được kích hoạt, một kiếm giáng xuống, tạo ra một vụ nổ lớn, tất cả cây cối xung quanh đều bị ảnh hưởng, đất đá bay khắp nơi. Một tên trong hội của cô ta thấy anh ra đòn hiểm ngay lập tức lao tới đỡ phát kiếm đó cho cô ta, giúp Xue Hua thoát một kiếp. "Sao rồi Xue Hua, có còn đứng được không?" anh ta lo lắng hỏi. Tên lao đến đỡ cho Xue Hua là Ten Chao, 35 tuổi, cấp bậc 29. Sức mạnh của hắn hiện tại 31, nhanh nhẹn 24, thể lực 25, ma lực 33, kinh lực 55. Điểm thông số hiện còn không, xu hiện có 17.463, chức nghiệp chỉ huy, kỹ năng Sơn Thiên kiếm khí cấp 10, thuật khuếch đại cấp 9, huyết thủ hồn thuật cấp 9, Sơn Thiên pháp bộ cấp 8, nhổ cỏ tận gốc cấp 7. Thấy Chao xuất hiện, Kang Chin Húc có chút bất ngờ, tên này ở đây, nghĩa là nhóm Tetlon đã bị đánh bại rồi sao? Kang Chin Húc âm thầm xem điều kiện sao chép, Ten Chao thích thầm Xue Hua, Ten Chao luôn dùng cái danh bạn bè để phản công kẻ địch để cô ấy được an toàn. Nếu bạn có thể áp chế Ten Chao mà không chịu bất cứ vết thương nào, bạn có thể chọn sao chép một kỹ năng của hắn. Đọc xong điều kiện sao chép, anh tính toán, mình chẳng cần cái Sơn Thiên kiếm khí đó, nó là một phiên bản thấp hơn của truy hồn kiếm pháp thôi, nhưng cái nhổ cỏ tận gốc kia có khi lại hữu dụng cũng nên. Bỗng anh lại có chút thắc mắc trong lòng, à mà, cái hệ thống này là cái quái gì thế nhỉ, nó biết cảm xúc của người ta thế nào được hay vậy? Còn đang chìm trong suy tư, bỗng hệ thống có vấn đề làm anh kinh ngạc. Lúc này đây, khi trông thấy Kang Chin Húc có chuyện, Chao liền nói với Xue Hua, hình như tên đó gặp chuyện gì rồi, cơ hội của ta đấy, nhanh dậy đi nào Xue Hua. Nghe Ten Chao nói vậy, Xue Hua khó khăn hỏi, những người còn lại sao rồi, Ten Chao? Tôi nghĩ chúng ta là người duy nhất còn sống sót rồi, hắn ta trả lời. Nghe vậy Xue Hua trầm giọng nói, vậy anh nghe kỹ này, sau khi đánh mấy chiêu với anh ta, tôi nhận ra một điều. Tôi có thể dám chắc, dù là Ly Kỳ Quang đích thân tới, cũng nhất định không thể nào đánh bại được anh ta đâu. Ten Chao kinh ngạc hỏi, hắn mạnh tới vậy sao? Xue Hua cười khổ, đưa tay kéo mũ trùm đầu xuống, dù sao nhiệm vụ cũng đã thất bại, trở lại cũng chẳng để làm gì. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ cũng chỉ có sống chết đến cùng với nhiệm vụ thôi. Nói xong cô ta dướn người hôn lên môi Ten Chao khiến hắn mở to mắt kinh ngạc. Ở phía đối diện Kang Chin Húp đã ổn định trở lại, anh ghét bỏ nói, gì đây, hai người làm cái quần gì vậy hả, nhìn mà phiền. Sau khi hai người hôn nhau xong, trong miệng đều tuôn ra một luồng khói màu xanh. Hệ thống lại hiện lên, đang kích hoạt tiêm nhiễm độc tố thần kinh. Nhờ tác dụng của độc tố thần kinh, bạn đã đạt được miễn nhiễm với nỗi sợ. Ten Chao sau khi không còn sợ hãi nữa thì phấn khích lao về phía Kang Chin Húp hét lớn, dù chết không hối tiếc. Thấy vậy, Kang Chin Húp ngay lập tức mang vũ khí ra bước vào thế chuẩn bị chiến đấu. Có vẻ hai người bắt đầu đánh nghiêm túc rồi nhỉ, thế ta đây cũng nghiêm túc lên vậy. Kiếm mộ đã được anh kích hoạt, kiếm cảm của bạn đã tăng lên 500%. Ten Chao dồn hết sức mạnh của mình lao vào tấn công Kang Chin Húp, hắn hét lên, cùng lên nào Xue Hua. Cả hai người cùng lúc lao lên tấn công Kang Chin Húp, cùng làm một cú chào sân hoành tráng thôi. Kang Chin Húp cầm hai thanh kiếm, ánh mắt trở lên sắc lạnh, truy hồn kiếm thuật thiên thứ 8 hắc linh thể. Trận chiến kết thúc, kết giới gây nhiễu tín hiệu đã được dỡ bỏ, trên mặt đất là thanh kiếm của Ten Chao đã gãy làm đôi, máu của hắn bắn ra tung tóe khắp mặt đất. Hệ thống của Kang Chin Húp hiện lên dòng thông báo, đã sao chép bách thần độc và nhổ cỏ tận gốc. Bách thần độc, độ khó đạt được AA, mô tả, bạn có thể trộn cả ngàn loại độc vào chung với nhau. Độ hiểu biết về độc dược của bạn cũng tăng mạnh, ngoài ra bạn cũng sẽ được trang bị thêm khả năng kháng độc tính bách độc. Nhổ cỏ tận gốc, độ khó đạt được BB, mô tả, nếu một mục tiêu xác định nằm trong bán kính 10 km quanh bạn, mục tiêu sẽ hiện lên trên một bản đồ. Bạn có thể xem và đoán trước được quỹ tích di chuyển của mục tiêu. Các kỹ năng đã được sao chép được ghi vào ký ức của thế giới. Sau khi hoàn tất sao chép kỹ năng, Kang Chin Húc cười mãn nguyện nói, hầy, biết ngay mà, tức thứ 8 không dễ dùng chút nào. Cơn đau cơ vào ngày mai nhất định sẽ không phải dạng vừa đâu này. Trên mặt đất, Ten Chao nằm bên cạnh Xue Hua, tay nắm chặt tay cô ta, từ xa vọng lại tiếng nói của Kang Chin Húc, mà phải xử lý cái bang hội người tàu này thế nào giờ. Và đó cũng chính là cái kết cho chiến dịch tấn công của hội Dung Ha nhắm vào tôi. Sau trận chiến, cảnh vật hoang tàn đổ nát, 1/4 rừng yêu tinh đã bị thiêu rụi, loài yêu tinh thương vong nặng nề. Velus do thua trận chiến với Ten Chao mà bị thương nặng, nhưng nhờ có Sylvia mà anh ta cũng giữ lại được cái mạng. Nằm trên cáng Velus thì thào nói, rất cảm ơn anh ngăn chặn cuộc tiến công. Kang Chin Húc cười nói, thôi đừng làm màu nữa, nghỉ ngơi đi. Trưởng lão Penhe im hẳn đã rất sốc, bởi chỉ thấy ông ta ra lệnh chứ chẳng thấy bóng dáng ông ta đâu. Alice thì trở thành thần tượng của lũ trẻ con yêu tộc rồi, đột nhiên chẳng hiểu sao thưởng rượu lại trở thành trào lưu văn hóa mới. Còn Kang Chin Húc, nguồn cơn chính của tất cả những chuyện trên, còn đang bận tạo kết giới ở trong rừng. Kết giới 8 sao, phòng giữ đại quân đã được kích hoạt, kết giới 3 sao triệt giới đã được kích hoạt, kết giới 3 sao kỳ môn độn giáp đã được kích hoạt. Sau khi thử một loạt các kỹ năng, anh mãn nguyện, cũng không tồi, từ giờ trở đi bọn Trung Quốc đó sẽ không thể dễ dàng xâm phạm nơi này được nữa đâu, ghét nhất bị người ta đụng vào đồ của mình mà. Tại trụ sở công hội Dung Ha, tên thủ hạ đang báo cáo lại tình hình trận chiến đã diễn ra, lực lượng tấn công 150 người, bao gồm 3 cường giả cấp S lần này.
nghe thủ hạ báo cáo, lao quay, phó chủ tịch công hội Dung Ha tức giận, toàn quân bị diệt rồi sao? Ông ta nhìn những người ngồi xung quanh hỏi, mấy người nói đi, tên Cao Chin Hút đó mà mạnh đến mức đó sao? Một người trong đó lên tiếng, Ten Chao, Li Ke Quang và Xue Hua đều trên 10.000 điểm chiến lực. Nhưng dù vậy, mấy người này vẫn chỉ có thể tính là mức trung bình cao trong số người chơi của công hội chúng ta mà thôi. Vì hệ thống đánh giá của liên đoàn người chơi hiện vẫn chưa hoàn thiện, nên chỉ cần là người trên 10.000 điểm chiến lực đều sẽ được xếp vào cấp S. Chỉ bởi Kang Chin Hoop đang được xếp vào cấp S, không có nghĩa chúng ta nên coi hắn ngang bằng với tất cả các cấp S khác. Một người khác nghe vậy thì đưa ra ý kiến, sao chúng ta không phái luôn một sát thủ điểm chiến lực trên 20.000 điểm của chủ hội nào đó tới chỗ hắn luôn nhỉ? Tên đầu chọc ở bên cạnh nghe vậy liền nói, phái người ám sát một cường giả cấp S ngoại quốc sao, cậu điên rồi à, nhỡ điều đó bị coi thành hành động gây chiến thì cậu tính sao? Trong cuộc họp bắt đầu nổ ra cuộc tranh cãi, thì đã sao, mấy người sợ phải tham chiến sao? Ta sợ ư, ý ta là điều đó sẽ không mang lại lợi ích gì cả. Chết tiệt, chắc chắn ngài Nam Gung Chon sẽ không ngồi yên sau khi nghe tin này đâu, ngài ấy xé xác mình ra cũng nên. Lúc này đây một ông lão đầu tóc bạc phơ tiến đến nói, mấy người vẫn không hiểu tình thế hiện tại của mình hay sao? Đây là cư dân của võ lâm giang hồ tầng 21 đại trưởng lão Thê Gia Mô Đông, Mô Đông Xu. Khi ông lão bước ra cả căn phòng đồng thanh chào, ngài Mô Đông So. Lao quay ngay lập tức đứng dậy nhường lại ghế chính diện cho trưởng lão. Ông ta nói tiếp, biết người biết ta chính là nền tảng của định chiến thuật chiến đấu. Tới giờ này rồi mà điều cơ bản đó cũng không biết, ta thấy rõ rành rành là lần tới các ngươi cũng sẽ thua thôi. Nghe Mô Đông nói vậy, Lao quay cúi người xin lỗi, xin ngài thứ lỗi cho bọn tôi, thưa đại trưởng lão. Mô Đông nói với vẻ quyết đoán, giao việc đối phó với Kang Chin Húp cho bọn ta, ta sẽ tự mình tới nói chuyện với Nam Gung Chon. Lao quay đứng bên cạnh đổ mồ hôi hột, nhưng bọn tôi sao dám để đại trưởng lão phải thân. Không đợi Lao quay nói xong thì ông ta đã cứng rắn ngắt lời, đủ rồi, ngươi vẫn không hiểu hay sao, lũ các ngươi không có ai đủ tầm để xử lý tên đó đâu. Trong lòng Mô Đông đang có tính toán, thứ tên đó dùng trong những giây cuối đoạn ghi hình được gửi tới cho phía mình chắc chắn chính là thiên thứ 8 của truy hồn kiếm thuật. Truy hồn kiếm thuật dù ở giang hồ cũng hiếm người biết tới, lại bị một tên người ngoài học đến tận thiên thứ 8 sao, có vẻ bọn mình vẫn còn cơ hội rồi. Chuyển cảnh sang bên này, các yêu tinh đang cặm cụi tu sửa lại nhà cửa bỗng đứng ngây người, kinh ngạc nhìn về một phía, bọn họ ai nấy cũng đều rơm rớm nước mắt xúc động, trưởng làng Pen Hae-in tới kìa. Nhìn thấy trưởng làng, tất cả mọi người đều tụ tập lại đứng ngay ngắn trước mặt Pen Hae-in. Trước mặt người dân trong làng, Pen Hae-in nói với giọng hào hùng đầy khích lệ, vì cuộc đột kích lần này, chúng ta đã phải chịu nhiều mất mát to lớn và dù các cảnh binh đã hết lòng quyết tử, rất nhiều đồng bào của chúng ta vẫn đã ngã xuống. Dù là như vậy, chúng ta vẫn phải buông bỏ quá khứ này và bước tiếp vào tương lai để xây dựng lại mẹ rừng vĩ đại, để các con cháu của người mẹ ấy lại một lần nữa phát triển phồn thịnh như cũ. Bởi vậy, hãy để lễ hội Nguyệt Quang được tái tục. Chúng ta sẽ tiếp tục mở hội ăn mừng để tưởng nhớ những người đã khuất, để xóa tan hết thảy đau buồn ở hiện tại. Sau đó là hình ảnh mọi người xoay quanh lửa trại, nâng ly lên đồng thanh nói lời tưởng nhớ những người dân trong làng. Vì những người bằng hữu đã trở về với vòng tay của mẹ rừng chúng ta, vì bằng hữu của chúng ta. Ở đằng xa, Kang Chin Húp đang trổ tài nấu nướng của mình, đang kích hoạt nhà hàng cách giới. Cô gái đứng bên cạnh Pen Hae-in nói với giọng cảm thán, ai mà đoán được chứ, rằng một kẻ ngoại lai chúng ta tình cờ bắt gặp giữa rừng lại sẽ giúp được ta nhiều đến vậy. Pen Hae-in ngồi bên cạnh cười, quả thực là vậy. Kang Chin Húp vui vẻ đưa đĩa thức ăn cho mấy đứa trẻ, không được bỏ thừa dù chỉ một miếng đâu đấy. Chúng cười híp mắt đón lấy đĩa thức ăn, được ạ, em cảm ơn. Khi quay sang bên cạnh, anh nhìn thấy một đứa trẻ khác buồn rầu nhìn đĩa thức ăn với vẻ không có hứng, anh có chút kinh ngạc. Chủng tộc nổi danh phàm ăn mà lại có thể mất khẩu vị được, có vẻ họ vừa phải trải qua vẫn là quá lớn đây mà. Đang đưa đồ ăn cho mọi người, Kang Chin Húp bỗng chú ý tới một người đang tiến tới, mọi người xung quanh cũng nhìn thấy hắn ta, tất cả đều có chút kích động, te te, ngài Tết Lon. Nhìn thấy Tết Lon đi ra, Kang Chin Húp khoái chí, trêu chọc hắn, ồ, ngươi chắc khoái bộ đồ đó lắm phải không, đến tận bây giờ mà vẫn còn mặc nó thế kia chứ. Thấy Kang Chin Húp trêu ghẹo mình, Tết Lon tức giận nói lớn, không có, trước giờ ta vẫn luôn tin rằng người ngoài nào cũng là một mối đe dọa với rừng của bọn ta, rằng tên nào cũng muốn xâm chiếm khu rừng chính là để cướp đoạt những trái cây chứa đầy mana này. Nhưng kỳ thực, cuộc tập kích vừa xong của lũ ngoại lai không gì khác hơn một cuộc thảm sát, và ta cũng chẳng phải người đã chặn thành công cuộc thảm sát ấy, mà người đó là ngươi mới phải. Tuy đúng nhưng do đã thua cược nên ta mới mặc cái thứ này, nhưng từ giờ trở đi, ta vẫn sẽ tiếp tục mặc nó như một minh chứng cho sự tự hào của ta với lời hứa với ngươi. Nghe Tết Lon nói vậy, trong lòng Kang Chin Húp có chút bất đắc dĩ, chán nản, hầy, hắn ta mà muốn mặc thì trò này còn gì là vui nữa. Bỗng Tết Lon nghe thấy tiếng cười từ đâu vọng tới, tức giận quay ngoắt đầu lại, là kẻ nào dám cười nhạo ta. Ophelia từ đâu đi tới ôm bụng cười nói, ha ha, ngươi mặc cái quái gì vậy kìa, ta năm nay từng này tuổi mà cũng chưa từng gặp bộ quần áo nào ngu hơn bộ này. Thấy cô cười ngặt nghẽo, Tết Lon tức giận nhưng không thể làm gì được. Mặc kệ sự tức giận của hắn, Ophelia vẫn tiếp tục mỉa mai, hóa ra loài yêu tinh cũng có nghề diễn hài à, thế mà ta không biết đấy. Các yêu tinh khác cũng hướng ánh mắt về phía Tết Lon và Ophelia, họ cũng không nhịn được cười, tất cả đều cười lớn không nể nang gì Tết Lon cả.
ngay cả đứa trẻ buồn rầu ban nãy cũng cười ra nước mắt. Dù tất cả mọi người đều đang cười cách ăn mặc của mình nhưng hắn cũng không tức giận mà còn cười hạnh phúc. Đúng lúc này Pen He In đi đến chỗ Kang Chin Hoop từ tốn nói, Kang Chin Hoop à, chúng ta nói chuyện một chút được không? Hai người cùng đi đến một tòa lâu đài có chút đổ nát cũ kỹ. Kang Chin Hoop mở kết giới, xác nhận danh tích thành công, kết giới an ninh 2 sao đã được mở khóa. Vào tới bên trong Pen He In nói, đây là kho tàng cổ, nơi cất giữ tất cả kho báu của làng ta, trừ khi được ta cho phép, còn không không một ai được bước vào đây. Kang Chin Hoop bất ngờ, cảm thán trong lòng, ồ, không ngờ luôn đó nha, được thấy nó cũng thật thú vị mà. Pen He In bắt đầu giới thiệu, đây là một nhạc cụ mà chúng ta gọi bằng cái tên Dekatan, chỉ chơi nó thôi cũng đã làm tăng ảnh hưởng các kỹ năng của cậu mang lại rồi. Nó chính là biểu tượng cho lòng cảm kích của bọn ta trước việc cậu đã cứu mạng khu rừng này. Chúng ta sẽ không bao giờ quên cậu, Pen He In cúi người nói với giọng đầy cảm kích. Kang Chin Hoop chỉ về một phía, tôi thì tôi cũng không quan tâm một cây đàn hạc lắm đâu, nếu ông thật sự muốn tặng quà cho tôi, hay là tặng cái đó đi. Nhìn theo hướng Kang Chin Hoop chỉ, Pen He In hiểu ý, à cậu muốn ma cốt và nanh cốt của Pentazit, mấy món này đã được truyền lại trong tộc suốt từ thời của tổ tiên chúng ta. Nhờ đã chữa thương cho một vị thần mà tổ tiên ta nhận được chúng, ta cũng muốn đưa chúng cho cậu lắm nhưng dù là trưởng làng như ta, cũng không có tư cách đưa nó cho người khác nhưng theo lời tiên tri, rồi sẽ có lúc chúng tìm được chủ nhân đích thực của mình. Nghe lời giải thích từ Pen He In, Kang Chin Hoop như hiểu ra gì đó, hừm vậy sao? Anh thầm nghĩ, mình không biết người ta cất chúng ở đây đấy, tiếc quá cơ. Ở bên ngoài Ophelia đã ngà ngà say, cô nâng ly rượu lên cao nói lớn, nào, tất cả mọi người rót đầy cốc đi nào, ta thích cái khu rừng này của mấy người lắm nhé. Nếu ta, một ngày nào đó chiếm được khu rừng này, ta chắc chắn sẽ để mấy người sống, vì vị cứu tinh của làng ta, vì ngài Alice. Tất cả đều chìm trong không khí vui tươi của bữa tiệc uống hết cốc này đến cốc khác. Kang Chin Hoop để ý đến bên phía của trưởng làng Pen He In, ông ấy nâng ly rượu lên mời Kang Chin Hoop rồi uống cạn, làm anh thắc mắc. Ủa gì rợ, anh nghĩ thầm trong lòng, mình nên hốt hai thứ kia rồi chuồn sớm thôi, kết giới bảo vệ ở đây hình như là 2 sao thì phải. Anh đi đến cánh cổng kho tàng cất giữ kho báu của làng yêu tinh, khi đặt tay lên nó anh kinh ngạc, không có kết giới nào cả sao. Ở bữa tiệc Ophelia, Tetlon và tất cả người dân làng yêu tinh đều say mềm nằm trên mặt đất ngủ say. Hệ thống hiện dòng thông báo, nhẫn của Bờ Gia Ham đã triệu hồi lại linh hồn bị phong ấn. Kang Chin Hoop hiên ngang đi ra khỏi kho tàng với 2 món đồ trên tay, cảm ơn đã tặng quà nha, trưởng làng. Ông ta lúc này đây cũng đang chìm trong cơn say mà không biết rằng bảo vật của làng đã bị Kang Chin Hoop lấy mất. Tại tháp thử thách tầng 3 nhà thờ thù hận, không được vô danh cho phép, chúng ta đến tiến vào tầng 10 cũng không được nữa chứ. Chúng ta sẽ lỡ hết mấy món thánh vật chỉ giới hạn trong 10 ngày kể từ ngày tầng đó mở ra mất. Tên thủ lĩnh mệt mỏi nói tiếp, đối phó với mỗi Kang Chin Hoop đã đủ mệt rồi, giờ lại còn cả tên vô danh này nữa chứ. Thật không ngờ chỉ 2 người thôi mà đã có thể làm mọi chuyện thành ra nát bung nát bét thế này. Hắn ta đang nói thì có người đứng dậy đi ra ngoài. Melina, ngươi tính đi đâu đấy? Cô lạnh lùng trả lời, đi nghỉ. Đi ra khỏi phòng họp cô liền mắng chửi, cái lũ ngu này chứ, còn chả đoán ra Kang Chin Hoop chính là vô danh. Chỉ nghĩ thôi mà dấu ấn của mình đã nóng như phải lửa rồi, cô ta đau đớn sờ lên dấu ấn hình bàn tay đỏ chót ở trên mặt. Nếu nó mà bị lộ thì mình đi chết luôn đấy. Đang đi bỗng có 2 người thần bí từ đâu đi đến, họ mặc áo choàng che kín từ đầu đến chân, dừng lại. Melina ngay lập tức vào thế phòng thủ có thể chiến đấu bất cứ lúc nào, các ngươi là ai mà dám vào đây? Bọn chúng cười nham hiểm nhìn cô với ánh mắt tà ác. Sau một hồi chiến đấu Melina bị thương chật vật nằm dưới nền đất nhìn chằm chằm mũi kiếm đang nhỏ máu xuống. Lyoda Burton đưa thanh đoản kiếm lên lưỡi liếm rồi khinh thường nói, máu của chúng có vị rẻ mạt cũng hệt như giá trị của chúng vậy. Đồng bọn của hắn nghe vậy liền khuyên nhủ, ngươi phải nên sửa cái tật thấy gì cũng ăn đi, con người mà lại có máu ngon thì khó kiếm lắm. Melina nghe bọn họ nói chuyện thì tức giận trong lòng, lũ khốn đó nhanh quá, mình hoàn toàn không thể bắt kịp chiêu thức của chúng, chúng là cái thứ gì vậy chứ? Ngay lúc Melina còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì Lyoda Burton trầm giọng nói rồi đưa mũi kiếm sắc nhọn về phía cô. Thế thì cùng xem thử máu của cô ta sẽ có vị thế nào thôi nhỉ. Ngay khi hắn định đâm xuống thì có một luồng khói đen từ đâu bay ra dần tụ lại. Ngay khi hình dáng của Lancelot xuất hiện Melina kinh ngạc thốt lên tên hắn, Lancelot. Ông ta không thèm để ý đến tiếng kêu của Melina mà quay sang nói với Lyoda Burton với giọng cung kính. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã xuất hiện trong bộ dạng này, hỡi những quý tộc cao quý của màn đêm, tôi có thể giúp gì được cho các ngài. Lyoda Burton cười đưa tay cởi mũ của áo choàng xuống, ô hô, cuối cùng cũng có một tên hiểu chuyện một chút. 90 ngày sau thời điểm khu rừng yêu tinh tầng 6 được mở ra, tầng 7 cuối cùng cũng tự động mở khóa. Người ở khắp nơi đều dục dịch có một vài động tác nhỏ để chuẩn bị cho các bước tiếp theo của kế hoạch. Trên đường phố, Li Zuji vừa đi vừa ngậm kẹo mút, cô còn đang chìm trong thế giới riêng của mình, hay chỉ còn 1 năm nữa. Tới lúc đó, ít nhất mình cũng phải tốt nghiệp được đã, mà chỉ sợ tới lúc đó thế giới này cũng đã bị tận diệt rồi ấy chứ. Còn đang suy tư thì bỗng có một dòng thông báo từ hệ thống, đại hội cổ đông rất được mong đợi của tập đoàn cựu binh cũng sắp được khai mạc. Tất cả cổ đông vui lòng đến tập hợp tại Hồ Nguyệt Quang ở tầng 1 tháp thử thách vào 14 giờ hôm nay.
nếu các bạn vắng mặt hoặc tới trễ, chúng tôi sẽ cho người tới tìm các bạn. Đọc xong thông báo, Li Yuji tức giận tới mức đánh rơi kẹo đang ngậm dở trong miệng. Cô hét lên đầy đau khổ. A, à, có thôi sai vặt người ta đi không hả? Tên rác rưởi Kang Jin-hook kia. Tại tháp thử thách tầng 1 Hồ Nguyệt Quang, Kang Jin-hook ngồi ở tảng đá trên bờ biển nhìn mọi người cười nói, mọi người tới đúng giờ ghê. Nghe vậy, Li Yuji bất đắc dĩ nói, chúng tôi cũng đã thức cả đêm làm cho anh mấy quân cờ vua đó rồi, anh tha cho bọn tôi đi được không? Ở bên cạnh, Kang Min-gu cũng gật đầu phụ họa, đúng rồi đấy, dừng hành vi ngược đãi người già và trẻ nhỏ này lại ngay đi. Thấy mọi người phàn nàn, anh đứng dậy nói với giọng điềm nhiên, nếu muốn nghỉ thì mấy người xin rút là được mà. Chỉ chờ có vậy, Li Yuji nói ngay, thật không, thế tôi muốn rút. Min Chung-gu cũng ngay lập tức nói, tôi nữa. Kang Jin-hook đáp, được thôi, nhưng mà nếu mấy người chết giữa chừng thì theo lý sẽ phải trả tiền đền bù, có gì cho xin thông tin tài khoản với nhé. Nói rồi anh rút kiếm của mình ra nhìn Li Yuji và Min Chung-gu cười. Thấy hành động của anh, hai người họ liền ngay lập tức thay đổi thái độ, gì chứ, thời buổi này xin việc khó lắm. Bọn tôi thực sự rất biết ơn anh đã thuê bọn tôi đó, kiếm việc thì tất nhiên là càng sớm càng tốt rồi. Kang Jin-hook nói, thế thì coi như không còn ai muốn xin rút cả. Có gì thì tôi sẽ nói vào chuyện chính luôn nhé. Anh đưa ra yêu cầu của mình, vậy chúng ta sẽ đi một vòng giới thiệu ngắn gọn trước, rồi từng người sẽ báo cáo những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này nhé. Bắt đầu. Mở đầu cho màn giới thiệu là một người đàn ông ăn mặc lịch sự mang kính đen nói, xin chào, tôi là Kim Hee-dong, hội trưởng ủy nhiệm của công hội Quạ Đen. Người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta nói, tôi là Bác Hana, chuyên chạy việc cho anh Kang Jin-hook. Ngay sau đó Kim Hee-woong lên tiếng, tôi mới nhận được tin công đội 2 của công hội Dan-gun vừa tiến vào tầng 7, theo nguồn tin cung cấp thì hình như bên đó đang cố tìm loại lông vũ gì đó. Tại tháp thử thách tầng 7 Lãnh Nguyên, chỉ cần sống sót đi từ điểm xuất phát tới điểm kết thúc là tầng tiếp theo sẽ được mở khóa. Tuy vậy tầng 7 lại nổi tiếng cần nhiều thời gian và công sức ở khâu chuẩn bị do tính chất khắc nghiệt của vùng sinh thái tại đây. Nghe Kim Hee-woong báo cáo, Kang Jin-hook liền hiểu, lông vũ hả, hẳn là lông phượng hoàng rồi, ừ thì, có được sự chúc phúc của lửa thì khi đi qua tầng này sẽ rất có lợi thế mà. Sau khi Kim Hee-woong báo cáo xong thì đến lượt Bác Hana, Chun Ju-sung đã hoàn toàn bình phục và được xuất viện rồi ạ. Với lại anh ấy nhờ em chuyển lời đến anh là anh ấy nhất định sẽ giết anh. Kang Jin-hook cảm thán, hừng, nghe chừng có vẻ đúng là đã bình phục rồi đây, người tiếp theo. Takeshi quỳ xuống dập đầu với anh rồi giới thiệu, tôi là Takeshi của công hội Samurai, thật là hân hạnh khi được gặp lại anh. Tôi đã trộm được thứ ngài cần từ đền thờ Mezusa rồi, chắc lũ người ở đó đang phát điên phát rồ hết lên khi thấy bảo vật quốc gia của mình không cánh mà bay đây. Kang Jin-hook khen ngợi, ồ tốt lắm, làm rất được. Anh nhìn kiếm thiên đài vừa được đưa đến với ánh mắt khinh thường, trông thường quá nhỉ, ừ thì. Tuy giờ có nanh cốt rồi thì mình cũng không quá cần thứ này, nhưng về sau có lẽ đem đi đổi được gì hữu dụng cũng nên. Người tiếp theo. Xin chào mọi người, tôi là Anze, phụ trách quản lý tầng 5, bộ máy quản lý ở tầng 5 đã được xây dựng hoàn tất rồi ạ. Tuy hiện giờ gần như không có người chơi nào tới tầng 5, nhưng em vẫn có tăng cường vệ binh ở đó để phòng trước. Tất cả mọi người nghe Anze giới thiệu thì liền hỏi, ấy từ từ, phụ trách quản lý tầng 5 là có ý gì? Nghe thấy mọi người thắc mắc, Kang Jin-hook giới thiệu, Anze đây chính là quái vật boss của tầng 5. Anh giơ tay nắm lấy bả vai của Anze cười, quản lý nguyên cả một tầng chắc mệt lắm nhỉ, em làm rất tốt. Tất cả mọi người nghe vậy thì đều kinh ngạc, hoảng sợ la lên, quái vật boss sao, sao lại có con boss ở đây, cậu đã làm gì? Thấy mọi người có vẻ hoảng hốt, Kang Jin-hook cảm thán, Anze quả thực đã trưởng thành hơn rất nhiều, là nhờ học phụ đạo với Alex sao? Anh hắng giọng nói với mọi người, chẳng có gì phải sợ hết, tiếp theo chính là Melina tới từ Liên hội Ma Nhân. Mọi người kinh ngạc, Liên hội Ma Nhân ư, Kang Jin-hook nói với Melina, đừng có câu giờ nữa, báo cáo đi chứ. Melina khó chịu nói, biết rồi, mới đây đã xảy ra một chuyện rất hệ trọng. Có một tổ chức ở tầng cao hơn bắt liên lạc với bọn tôi. Nghe vậy Kang Jin-hook kinh ngạc, tầng cao hơn sao? Melina hồi tưởng lại ngày hôm đó, người đánh bại cô ta lên tiếng nói với Lan Xe Lợt, bọn ta là chi thứ của gia tộc Zekasut, thờ Amulam. Chỉ cần các ngươi bắt tay với chúng ta, bọn ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì các ngươi muốn. Ta nghe nói các ngươi đang cần một thánh vật ở tầng 11 nhỉ? Lan Xe Lợt xoa cằm, quả là thú vị, vậy các ngài muốn gì ở chúng tôi đây? Lyoda Burton nói, một tên tù phạm bị bọn ta nhốt ở một di chỉ tầng 1 vừa trốn thoát, mấy người chỉ cần giúp bọn ta bắt được tên đào phạm đó là được. Melina nghi ngờ, tù nhân bỏ trốn ư, Kang Jin-hook nghe cô kể thì nói, và rồi bọn chúng sẽ cho bên ngươi vòng tay của tông đồ ở tầng 11 à? Melina đáp một cách chắc chắn, phải, thứ đó là thứ cao tầng bọn tôi vẫn luôn rất muốn có. Bỗng Kang Jin-hook kinh ngạc nhìn vòng đeo trên cổ mình, sao Alice lại phản ứng thế này? Sau một tiếng nổ lớn, Alice xuất hiện tức giận nói, lũ Zekasut đó chính là một trong những tên chó chết đã phản bội ta. Ta nhất định sẽ tìm ra và xé xác từng tên một. Rồi bỗng cô nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Kang Jin-hook, đúng rồi, tên kia, chẳng phải ngươi đã hứa với ta rồi sao, rằng ngươi sẽ báo thủ cho ta. Đây chính là cơ hội của chúng ta kìa, ngươi sẽ giúp ta mà, đúng không nào? Kang Jin-hook trả lời với giọng kiên định, lời hứa sẽ trả thù những người đã phản bội người, tôi tất nhiên sẽ bằng mọi giá giữ vững,
không cần phải lo. Tuy nhiên, hiện giờ thì chúng ta vẫn cần tiếp cận một cách thật thận trọng. Alice nghe lời khẳng định từ Kang Jin-hup thì hạnh phúc ánh mắt chứa đầy sự mong đợi nhìn anh. Kang Jin-hup lại nói tiếp, tôi vẫn chưa có đủ mana để hoàn toàn khôi phục sức mạnh của cô. Bây giờ mà lộ diện trước chúng thì chúng ta mới sẽ là người gặp nguy hiểm và cô cũng sẽ phải hạn chế ra khỏi cái vòng cổ trong thời gian sắp tới đấy. Nghe vậy Alice hốt hoảng nói, nhưng mà, không đợi cô nói xong anh Hup đã ngắt lời, Alice, tin tôi. Alice như còn điều gì muốn nói nhưng sau đó lại thôi, cô im lặng cúi đầu xuống. Kang Jin-hup an ủi, phần đùi gà hôm nay, được rồi cho cô hết đấy. Trong lòng anh mừng thầm, cuối cùng cũng dỗ được cho cô ấy bình tĩnh lại, nhưng dù gì thì mình cũng phải nên chuẩn bị trước. Tại tháp thử thách tầng thứ 7 Lãnh Nguyên, một nhóm người chơi đang thảo luận với nhau, vậy là vùng biển phía đông cũng đã bị bịt rồi sao? Một người khác báo cáo, vâng ạ, bên đó quá nhiều tảng băng chìm, chúng ta không thể đi qua được, nhiệt độ thấp và độ ẩm quá cao nên cũng khó mà có thể đánh lửa được. Hơn nữa tuyến chi viện do bão tuyết mà cũng bị che phủ kín mất rồi ạ, cứ tiếp tục thế này thì thật không ổn ạ. Người đang nghe báo cáo từ cấp dưới chính là đội trưởng công đội 2, công hội Jangun Giang Ơ Súc. Nghe cấp dưới báo cáo lại anh ta tức giận nghiến răng, đừng kêu ca nữa, nghĩa cách giải quyết đi chứ. Lần này nhất định chúng ta phải bằng bất cứ giá nào vượt qua được tầng 7. Lúc này một người từ bên ngoài hớt hải chạy vào gọi Giang Ơn Súc, đội trưởng, ngài đến đây xem đi này. Sau khi ra bên ngoài anh ta bất ngờ, người này là Kang Jin-hup ư, Kang Jin-hup đứng hiên ngang trước tuyết rơi nhìn anh ta. Khi thấy Kang Jin-hup xuất hiện, Giang Ơn Súc kinh ngạc hỏi, người chơi Kang Jin-hup tại sao anh lại tới đây? Kang Jin-hup điềm nhiên trả lời, tôi tới để chinh phạt tầng 7 chứ còn làm gì nữa. Tôi thấy mấy người có vẻ chật vật quá nhỉ, vừa nói anh vừa hà hơi vào tay để đỡ lạnh. Dù đang lạnh tới run rẩy nhưng Giang Ơn Súc vẫn kiên định nói, cho phép tôi nói thẳng nhưng chúng tôi không cần anh giúp, chúng tôi có thể tự mình giải quyết việc này. Kang Jin-hup ghét bỏ nói, ủa tôi bảo tôi giúp bao giờ, làm nhảm cái gì vậy trời, đừng lầm tưởng, chỉ là tôi có hứng thú với Long Phượng Hoàng và mấy người đang vô tình cùng đường tôi thôi. Có được câu trả lời của anh, Giang Ơn Súc tức giận nói, công hội chúng tôi đã độc chiếm tuyến đường này, anh đang nói anh định xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi sao? Kang Jin-hup liền mỉa mai, xâm phạm ư, cậu hài hước thật đấy, ai nghe được có khi lại tưởng tầng 7 là tài sản riêng của hội Jangun ấy chứ. Giang Ơn Súc tức giận, anh đang khiêu khích hội Jangun sao? Nam chính ngay lập tức phản bác, phải sửa lại câu đấy thành tôi đang cạnh tranh công bằng với mấy người mới đúng, nếu cậu muốn cản đường tôi thì cứ việc, đội trưởng đội tấn công ạ. Giang Ơn Súc tức giận nghiến răng nhìn chằm chằm Kang Jin-hup rồi anh ta quyết định quay trở lại bên trong lều không thèm đoái hoài gì đến nam chính nữa. Lúc này hai người trong đội của Giang Ơn Súc đang run rẩy đứng trước đống lửa hơ ấm khi nhìn thấy người tiến lại gần họ ngay lập tức tiến lên ngăn cản. Dừng lại, lối đi này không, người chơi Kang Jin-hup sao? Ôi, tôi là fan cùng của anh đó, làn gió nào đưa anh tới nơi lạnh lẽo này vậy? Anh trả lời hai người họ, tôi có việc cần giải quyết trong khu rừng này. Người nọ liền ngay lập tức khuyên ngăn, à không được, khu rừng này nguy hiểm lắm, cũng vì lẽ đó mà chúng tôi mới phải được gác ở đây đấy. Kang Jin-hup từ chối ý tốt của họ, cảm ơn anh đã quan tâm nhưng đừng lo, tôi sẽ ổn thôi. Nói xong anh bước qua họ tiến về phía rừng. Người canh gác hỏi người bạn của mình, anh ta lướt qua tôi từ lúc nào đấy, anh ta còn đang đi trên mặt tuyết nữa. Tên canh gác nhìn nam chính với ánh mắt ngưỡng mộ, thầm suy nghĩ, mình đoán cấp S ngay cả bước đi cũng khác chúng ta nữa, chắc mình phải báo cáo lại trước đã. Bên phía Giang Ơn Súc sau khi nghe cấp dưới báo cáo lại tình hình của Kang Jin-hup, anh ta ra lệnh cho toàn đội, tập hợp đội lại và đuổi theo hắn ngay lập tức. Tên đội viên nghe vậy thì kinh ngạc, dạ, đuổi theo anh ta sao? Giang Ơn Súc nói, người chơi Kang Jin-hup bảo rằng hắn đến đây để lấy Long Phượng Hoàng, nói cách khác, nếu đi theo hắn chúng ta có thể sẽ biết được cách làm thế nào để lấy được nó. Bám theo hắn và tìm hiểu phương pháp của hắn, đây là mệnh lệnh của đội trưởng đấy. Ở trong rừng Kang Jin-hup tìm thấy dấu vết của hội viên Jangun, nhưng xung quanh đây không có thi thể nào cả. Trước mắt anh là phiến đá có những dấu ấn kỳ quái, anh quan sát tỉ mỉ suy ngẫm nó là thứ gì, đây chắc hẳn là. Lúc đang chìm trong suy tư anh nhận thấy điều bất thường khi quay lại thì ra là hội viên của Jangun. Anh liền nói, mấy người đi theo tôi làm gì vậy, tưởng mấy người bảo nguy hiểm lắm cơ mà. Mấy người trong đội của Giang Ơn Súc đường hoàng nói, chúng tôi không thể bỏ anh một mình ở nơi như thế này được, tôi nghĩ ít nhất anh sẽ cần ai đó chỉ dẫn. Nghe họ nói vậy Kang Jin-hup khinh bỉ nói, ai chỉ dẫn ai chứ. Tuyết vẫn không ngừng rơi, làm cho những người đi theo Kang Jin-hup nãy giờ đều đã lạnh không thể chịu đựng được nữa, ư lạnh chết mất. Ở trong hang động nam chính kích hoạt kỹ năng của mình, kích hoạt băng chi hình, kích hoạt hỏa nguyên tố. Mọi người nhìn thấy kỹ năng của Kang Jin-hup thì suýt xoa, đúng là có người chơi cấp S có khác. May thật đấy, tôi là Hoa Gia Hô. Nghe anh ta giới thiệu, Kang Jin-hup kích hoạt hám thực chi nhãn. Ở trước mỗi người trước mặt anh đều xuất hiện các cửa sổ trạng thái giới thiệu về bọn họ. Đọc giới thiệu của từng người anh cảm thán, mấy cái cửa sổ trạng thái nhìn chán thật đấy. Kang Jin-hup đáp lại Hoa Gia Hô, không có gì, có phải Giang Ơn Súc ra lệnh cho mấy người bám theo tôi đúng không? Hoa Gia Hô giả ngốc, hử ý anh là sao? Kang Jin-hup nói với vẻ ghét bỏ, mấy người nói dối tệ như vậy thì làm gì có chuyện qua mắt được tôi chứ? Chắc hắn ta bảo mấy người bám theo tôi để biết cách làm thế nào lấy được Long Phượng Hoàng chứ gì?
nhìn mấy người không ngại khó khăn đi tới chốn nguy hiểm này thì chỉ có thể là vậy thôi. Nghe thấy sự chắc chắn trong lời nói của anh, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Thấy vậy Kang Chin húp lại nói tiếp, thôi thì tôi cũng không có ý trách móc gì đâu, giờ đang có một vấn đề đau đầu hơn việc tìm được Long Phượng Hoàng đây này. Hoa Gia Hô kinh ngạc hỏi, sao cơ? Kang Chin húp giải thích, thấy tảng đá to tướng ngoài kia không? Có phải là cái có mấy hình thù kỳ dị khác trên đó đúng không ạ? Hoa Da Hô hỏi, đó là dấu vết của loài khổng lồ băng độc ác. Nghe vậy Âu Eun Giang nói, tôi có từng nghe nói về chúng, không phải đó là loài quái vật cấp trung mạnh nhất tầng 7 sao? Kang Chin húp suy tính trong lòng, hơn thế nữa, dấu vết đó là dấu vết của tộc băng xương kiếm, bộ tộc mạnh nhất của loài tròn băng. Ý anh là đây là lãnh thổ của bọn chúng sao? Hoa Gia Hô hỏi. Anh lập tức giải thích, không, lãnh thổ của tròn băng nằm ở các vùng núi phía tây chứ không phải ở đây, chính vì vậy mà tôi mới nói chuyện này phiền phức đó. Việc chúng có mặt ở đây vô cùng bất thường. Nơi này lại còn là tuyến đường duy nhất dẫn tới hòn đảo mà ở đó có Long Phượng Hoàng, chẳng lẽ loài tròn băng miễn nhiễm với cái lạnh lại đang tìm cách lấy Long Phượng Hoàng sao? Có điều gì đó không ổn. Bỗng Âu Eun Giang thấy có gì đó bất thường, hàng loạt mũi tên từ đâu bay đến với tốc độ rất nhanh, kích hoạt băng chi hình, hội người Hoa Gia Hô nhanh chóng chạy ra khỏi nơi đang ngồi, anh ta hét to, tìm chỗ nấp đi. Sau khi đã tìm được chỗ an toàn để nấp, anh ta hổn hển nói, đòn tấn công đó từ đâu vậy chứ? Cha Hun U cắn răng nói, tôi cũng không thấy nữa. Lúc này Hoa Gia Hô bỗng thấy cái gì đó ngạc nhiên thốt lên, hả, người chơi Kang Chin Húp, anh phải mau trốn đi. Một tia ánh sáng đỏ rực từ trên trời lao nhanh về phía Kang Chin Húp nhưng anh không hề có ý muốn tránh nó. Anh lấy vũ khí ra đánh tan đòn tấn công của đối thủ rồi nói, đến lúc này chắc các ngươi cũng biết tấn công thế này không có tác dụng rồi, ra đây đi. Kang Chin Húp vừa dứt lời hai người lạ mặt từ đâu xuất hiện ở mỏm đá đối diện anh. Lioda Burton đắc ý nói, vậy ra ngươi là Kang Chin Húp. Cô gái bên cạnh Lioda Burton nhẹ giọng nói, ngươi trông thật đáng yêu đó. Chiếc vòng đeo trên cổ Kang Chin Húp ngay lập tức phản ứng mãnh liệt, Kang Chin Húp ngay lập tức trấn an, bình tĩnh đi Alice. Anh kích hoạt ám thực chi nhãn, thông tin về Lioda Burton xuất hiện, tên Lioda Burton, giới tính nam, 1082 tuổi, cấp 108, sức mạnh 32, khéo léo 36, sức bền 33, ma lực 45, điểm chỉ số chưa phân phối 0. Kỹ năng, ung thư máu cấp 16, huyết thương cấp 16, huyết thạch cấp 16, tiêu thụ ma lục cấp 16. Trên lệch cấp độ lớn quá, chỉ việc dùng hám thực chi nhãn để nhìn trộm cửa sổ trạng thái của bọn chúng mà đã ngốn cạn cả đống ma lực của mình rồi. Điều kiện sao chép cũng khó nữa, cái nào cái nấy cũng có đến vài cái hình phạt mới Kang chứ. Kang Chin Húp ôm đầu suy tư. Hoa Gia Hô chạy lại lo lắng hỏi, Kang Chin Húp, anh có sao không? Nam chính cười nói, anh Hoa Gia Hô, hãy cùng các bạn anh nhanh chóng ra khỏi đây đi, ra khỏi khu rừng này rồi hãy gọi thêm viện trợ. Hoa Gia Hô kinh ngạc hỏi, hả vậy anh thì sao, anh định đối đầu với chúng một mình sao? Kang Chin Húp triệu hồi vũ khí nói, tôi sẽ ổn thôi, chỉ cần khao tôi một chầu sau khi chúng ta thoát khỏi đây là được, hứa nhé. Hoa Gia Hô xúc động rưng rưng nước mắt, cha Hun U đưa tay kéo anh ta, chúng ta phải đi thôi, không, người chơi Kang Chin Húp ơi, Hoa Gia Hô hét về phía nam chính. Kang Chin Húp đưa tay xoa mũi cười, bên cạnh là dòng thông báo từ hệ thống, điều kiện sao chép, sống sót sau khi nói nhiều hơn 4 câu dương cờ tử thần. Nếu thành công, bạn có thể sao chép một kỹ năng bạn muốn. Mỗi lần bạn nói một câu, một kỹ năng bạn có sẽ bị tạm khóa, câu dương cờ tử thần đầu tiên đã được tính 1/4, vạn độc đã bị khóa. Kang Chin Húp đang tập trung đánh con quái thú lớn thì ở đỉnh ngọn núi đá bên kia có hai nhân vật đang ung dung thưởng thức trận đấu, hay nói đúng hơn là thưởng thức anh. Cô gái đang ngồi xổm cất tiếng gọi, Kang Chin Húp, anh vừa tung nắm đấm vào con quái thú vừa liếc mắt nhìn sang hướng phát ra âm thanh, máu gì mà thơm quá vậy không biết. Cô ta nhìn Kang Chin Húp với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thèm khát, thật là càng ngày càng có hứng thú với ngươi mà. Đột nhiên từ đằng sau có tiếng bước chân đến gần, một âm thanh lạnh lùng phát ra, đủ rồi đấy, chỉ như đó thôi cũng đủ làm cho con thú đứng trước mặt Kang Chin Húp phải e ngại mà dừng tay. Anh liếc mắt nhìn đằng sau nghe tiếng gọi, Kang Chin Húp, cô gái nhẹ nhàng bước đến, ta đã từng nghe các ma nhân nói về ngươi nhiều rồi, phải nói là với một con người thì ngươi cũng là khá mạnh đấy. Hai người vừa mới bước tới, tên ta là Lioda Burton thuộc gia tộc Decatsut. Còn cô gái trẻ với thần hình nhỏ nhắn cùng với đôi tai dài nhọn cùng hàm răng nanh vui vẻ nói, ta là Ophelia cũng tới từ cùng một gia tộc với hắn. Kang Chin Húp cau mày nhìn bọn họ, những chuyện này đều là do các ngươi làm à, vụ lũ Trần Tinh Tuyết, rồi mấy vụ bắt cóc. Ophelia lấy tay điểm nhẹ vào miệng mình nhe răng phấn khích nói, hửng vào thẳng chuyện chính luôn hử, ngươi không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy chúng ta nhỉ. Cô ta bước lên vài bước nhìn anh tiếp tục nói, nhưng đúng đấy, có thể nói đó chính là cái bẫy do bọn ta bày ra, Kang Chin Húp ngạc nhiên. Bẫy, cô ta híp nhẹ đôi mắt lại nhếch miệng nói, một cái bẫy để bẫy những người đủ lão luyện, để chú ý tới những chuyện bất thường xảy ra ở Tunja. Hai người bọn họ cùng với lũ Trần Tinh Tuyết bao vây lấy Kang Chin Húp, lũ ma nhân có cho bọn ta một vài cái tên. Những người còn sống mà thoát ra khỏi vùng đất Sa Đọa ở tầng 1, cô ta chỉ đích danh từng người một trong nhóm của nam chính, Tezesa de Lauzenti. Một người đàn ông không rõ danh tính, vô danh, Chu Du Sung, hình ảnh của những người bạn mình lần lượt hiện ra từ những lời nhắc của cô ma cà rồng này.
và một người ban đầu ra vẻ làm chân chạy vặt, sau hóa ra lại rất có thực lực, chính là Kang Chín Húc người. Anh nhìn chằm chằm vào Ophelia, tiếp tục nghe cô ta nói, bọn ta dám chắc rằng trong những người sống sót đó, chắc chắn có một người đã giúp Alice Von Ata ra si trốn thoát, và tình cờ thay, ngươi lại chính là người đầu tiên đặt chân tới nơi này. Ophelia nói đến đây liền liếc mắt nhìn Kang Chín Húc nhỏ tiếng hỏi, vì sao vậy nhỉ? Lúc này Lyoda vui vẻ nói thêm, Ata nói ngươi này, đừng trông đợi vào lũ con người ở ngoài khu rừng này sẽ đến giúp ngươi. Tại nơi mọi người dựng lều tập hợp, xuất hiện bước chân của con sói lớn. Các ma nhân cưỡi trên những con sói hung hãn bao vây ngọn núi đang nhìn chằm chằm xuống phía dưới, hẳn cũng đã có mặt để thủ tiêu chúng rồi. Ophelia vui vẻ khẽ hất nhẹ tóc ra đằng sau, thế đến lượt ta đặt câu hỏi rồi chứ nhỉ, Alice đâu rồi? Kang Chín Húc chậm chậm đáp, Alice ư, đột nhiên từ đằng sau rút con dao của mình ra nhìn bọn họ nhếch miệng đáp, ta không biết người đó là ai cả. Lyoda nhìn anh liền nhe răng mỉm cười, thôi thì, nếu ngươi đã định giả ngu, bọn ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Hắn ta tung áo choàng bên người lên trời rút thanh kiếm ra chỉ vào mặt Kang Chín Húc gằn giọng, đành phải ép ngươi nhớ ra thôi. Hắn ta giẫm mạnh chân lên tuyết lấy đà phóng lên cao, ánh mắt lóe ra sắc khí nhìn xuống Kang Chín Húc đang kích hoạt hắc chiến ý. Hắn ta nghiến răng lao nhanh đâm xuống, nam chính đứng bên dưới dùng lưỡi dao của mình đỡ những nhát kiếm tới tấp của hắn ta. Ophelia đứng một bên hét lớn, Burton không được giết hắn, chúng ta cần hắn còn sống. Hắn ta một bên tấn công một bên quay đầu đáp, ta biết mà Ophelia, nhưng khi quay đầu nhìn Kang Chín Húc hắn ta oán giận nghĩ, mình biết chứ, nhưng mà con người này mạnh hơn mình tưởng. Kang Chín Húc nhai răng cười và dễ dàng tiếp chiêu của hắn ta. Đã vậy, Lyoda tự cắt lấy máu của mình điều khiển nó thành một dòng máu nhỏ trong lòng bàn tay. Burton đang kích hoạt huyết trướng, rồi nhảy phát lên quăng dòng máu đó vào mặt Kang Chín Húc, tầm nhìn của đối thủ sẽ bị khóa trong 30 giây. Đôi mắt của Kang Chín Húc bị dòng máu đỏ che lại, khiến anh không thể thấy được gì ngoại trừ việc mình cảm nhận được cơ thể đang chìm vào khoảng không gian chỉ toàn là máu. Nhân cơ hội này Lyoda nhanh chóng vươn tay tới muốn bắt anh lại, đang kích hoạt huyết tầm. Kang Chín Húc nhìn những giọt máu đang kết lại thành một dãy để che mắt mình liền nhe răng cười nham hiểm. Đang kích hoạt hỏa nguyên, dòng máu bị lửa thiêu đốt ngay lập tức, anh đứng nhìn Lyoda, không có tác dụng với ta đâu. Ophelia đứng một bên nhìn thấy cảnh này kinh ngạc nghĩ, mình đúng là đã nghe nói với một con người thì hắn khá mạnh. Nhưng đánh với Burton mà cũng không hề yếu thế chút nào thế này, hắn chính là, nghĩ đến điều này đôi mắt cô ta khẽ híp lại cực kỳ hung ác, người đã giúp Alice chạy trốn sao. Lyoda đứng đối diện nhìn chằm chằm vào Kang Chín Húc cau mày nói, với một con chuột dính bẫy mà nói, ngươi cũng khá lắm, anh nhe răng cười, chuột dính bẫy sao? Anh chống hông khẽ nhắm mắt lại bình tĩnh nói, nếu các người đã kể ta nghe sự thật thú vị như vậy, thì ta cũng kể cho các ngươi một cái khác nhé, ta biết thừa các ngươi sẽ đến tìm ta rồi. Lyoda khẽ cau mày ngạc nhiên thốt lên, biết rồi ư, ta có nhiều nguồn tin lắm, lúc này ở bên ngoài Melina đang cưỡi trên một con sói nhanh chóng chạy theo đoàn người. Litemin hốt hoảng hét lớn, bị tập kích, vào trận thế phòng thủ đi, mọi người hoảng loạn mắng, chết tiệt, là lũ ma nhân tập kích chúng ta. Một người nhìn thấy bọn người mặc áo choàng trắng trùm kín đầu đang dần dần tiến vào chỗ này vội lớn tiếng nhắc, không có thời gian để mà lãng phí đâu, khẩn trương lên. Lúc này người dẫn đầu của ma nhân cởi mũ áo choàng ra giơ thanh kiếm lên trời, đang kích hoạt chúc phúc thần thánh, thần lực của bạn đã tăng 20%. Tezesa chính là người dẫn đầu đoàn người mặc áo choàng trắng đi theo sau cô ấy còn có Juzunha cùng Litemin. Cô ấy lớn tiếng nói, để tôi bọc hậu cho, vào vị trí đi. Mọi người kinh ngạc nhìn sang, thánh nữ Tezesa, người bên cạnh quay đầu nhìn vui vẻ reo lên, Juzunha cùng Litemin cũng tới nữa sao. Người đàn ông cưỡi con sói lớn dẫn đầu đoàn người và giơ cây thương hô vang, giết hết chúng đi, dứt lời ở giữa đoàn sói đang di chuyển xuất hiện ánh sáng lóe lên. Chỉ vài ba đường kiếm thì người đàn ông thu thanh kiếm có khắc hai chữ Càn Long lại, lúc này toàn bộ đội quân người sói đều bị vỡ tan thành trăm mảnh. Chu Du Sung nhìn một lượt bọn chúng cảm thấy có chút ghét bỏ mà nói, thanh kiếm này mà phải dùng lên một lũ rác rưởi như vậy, quả là phí phạm mà. Quay lại chỗ của Kang Chín Húc, cả hai người bọn họ đều giật bắn người trợn mắt nhìn chằm chằm nghe anh nói tiếp. Nên ta cũng có chút chuẩn bị để tiếp đón các ngươi chút rồi, anh chĩa mũi dao về phía bọn họ ánh mắt lóe lên sắc khí nhếch miệng hỏi, thấy sao, có thích không? Trên đỉnh núi tuyết liên tiếp có những tiếng nổ lớn vang lên, đang kích hoạt quân vương máy móc. Tiếng hô lớn, bắn, tháp pháo ngay lập tức được bắn liên tục về phía trước khiến cho đàn quân người và sói đều bị nổ tung. Kế tiếp là những vật thể có hình dạng như những chiếc máy quay trên không phóng vèo ra, đang kích hoạt cường hóa mana, bọn nó hướng xuống chỗ đoàn ma nhân. Melina nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực đó, phong thần chỉ, một tiếng nổ lớn vang lên chôn vùi đoàn ma nhân trong khối băng tuyết dày. Tezesa gắn cho tất cả mọi người thêm thuộc tính thần rồi, cô ấy vung cao thanh kiếm sáng của mình lên tỏa ánh sáng khắp nơi, sức thủ với thuộc tính này của chúng ta rất yếu. Người đàn ông cưỡi con sói lớn đứng ở bên kia ngọn núi đã nhìn thấy toàn bộ sự việc vừa xảy ra, một người đứng ở phía sau cẩn thận lên tiếng. Ngài Lan Xe Lật à, có lẽ chúng ta nên lui quân trước và chuẩn bị lại rồi hẵng, hắn ta tức giận nghiến răng canh két. Ở phía xa xa mặt trời đã bắt đầu xuất hiện, Ophelia lo lắng ngước nhìn lên trên, cái cảm giác ghê ghê này, thần lực ư, bực mình thật mà. Cô ta nghiến răng tức giận vội quay đầu về đằng sau hết.